Chào mừng quý bác sĩ đã tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục vai trò của rifaximin trong điều trị bệnh não gan và hội chứng ruột kích thích. Chương trình do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ kết hợp với văn phòng đại diện Atra Pharma, một công ty thành viên của AV Group tổ chức với mong muốn đồng hành cùng quý bác sĩ trong việc cập nhật kiến thức y khoa và chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh não gan và hội chứng ruột kích thích. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, chương trình CME tại Cần Thơ được chuyển qua hình thức online. Xin trân trọng giới thiệu hai báo cáo viên trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương, giảng viên bộ môn nội Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phó trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Sau đây sẽ là báo cáo đầu tiên cập nhật những tiến bộ trong điều trị bệnh não gan của bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát. Được bắt đầu cái buổi hội thảo hôm nay, đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu. Tôi xin gửi lời cảm ơn ban giám hiệu của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện công ty Relief Pharma đã tạo điều kiện cho tôi cũng như là bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương hôm nay đến đây để trao đổi một số cái kinh nghiệm điều trị, một số vấn đề về vai trò của rifaximin trong hai bệnh lý não gan và bệnh lý IBS. Xin phép được bắt đầu bài nói đầu tiên của tôi, đó là vai trò của rifaximin trong điều trị bệnh não gan. Đầu tiên thì chúng ta biết bệnh não gan đây là một cái biến chứng rất hay gặp của những bệnh gan mãn tính giai đoạn cuối, và trong đó thì chúng ta thấy rằng cái bệnh não gan này sẽ xảy ra ở khoảng 40, và có tài liệu là người ta ghi nhận 60% bệnh nhân sơ gan trong cái suốt cuộc đời bệnh của họ sẽ gặp cái biến chứng này. Và đây là một cái rối loạn chức năng não thứ phát có hồi phục, là biểu hiện bệnh nhân bất thường và tâm thần kinh do suy chức năng gan cấp hay mãn tính. Và hầu hết có một cái điểm đặc biệt của bệnh não gan, đó là có yếu tố thúc đẩy hay còn gọi là yếu tố khởi phát đưa đến những bệnh não gan trên một bệnh nhân đang có bệnh gan mãn tính tiến triển. Và phân loại hiện nay thì thống nhất theo cái phân loại của Westheaven đã được công nhận phổ biến trên thế giới, và tỷ lệ sống của bệnh nhân sau khi trải qua một cái đợt bệnh não gan là tỷ lệ sống một năm là 42%, và sau 3 năm thì cái tỷ lệ sống này sẽ giảm xuống hơn một nửa nữa, còn khoảng 1/4 so với ban đầu. Và một cái điểm đặc biệt, đây là một bệnh lý mà để chúng ta chẩn đoán cái bệnh não gan cho bệnh nhân sơ gan, đây là một chẩn đoán loại suy. Chúng ta có rất nhiều cái chẩn đoán phân biệt trên lâm sàng, và chúng ta phải loại bỏ những cái chẩn đoán khác liên quan cái rối loạn tri giác của bệnh nhân, thí dụ như chấn thương sọ não hoặc những rối loạn chuyển hóa khác. Thì lúc đó trên một bệnh cảnh và bệnh gan nặng giai đoạn cuối có các hội chứng như suy tế bào gan, hội chứng tăng áp cửa cho bệnh nhân suy gan, và bệnh nhân có rối loạn tri giác, và sau khi loại trừ các cái chẩn đoán khác thì chúng ta mới nghĩ đến cái bệnh não gan. Và cơ chế bệnh sinh của bệnh não gan thì rất tiếc là cho đến nay thật sự vẫn chưa được rõ ràng. Có rất nhiều giả thuyết đã đưa ra, có các yếu tố độc tố thần kinh, suy giảm dẫn truyền thần kinh và một số vai trò của nhiễm trùng, viêm, tăng tính tấm rạch máu não. Tuy nhiên, trong tất cả các thuyết được đưa ra thì thuyết do nhiễm độc NH3 là được chấp nhận rộng rãi nhất, vì người ta thấy rằng trong khoảng 60-80% các trường hợp bệnh não gan xuất hiện trên lâm sàng đã được chẩn đoán, thì thường thường người ta thấy rằng amoniac nó tăng trong các trường hợp này. Tuy nhiên, amoniac tăng thì không có song hành và không có đồng hành tỷ lệ thuận với lại mức độ nặng của bệnh não gan. Và mặc dù chúng ta dựa vào cái amoniac tăng để mà đưa đến những cái chỉ định điều trị phù hợp giảm NH3, tuy nhiên là nó không có song hành với lại cái mức độ nặng của bệnh não gan. Và chúng ta lướt qua một chút xíu về cái vai trò của NH3, cái chuyện cái thuyết được chấp nhận nhiều nhất trong cái bệnh sinh của bệnh não gan, thì chúng ta thấy rằng bình thường thì cái anh trong cái lòng ruột những cái NH3 được tạo ra sẽ được chuyển hóa tại gan và thải ra trong nước tiểu bằng ure. Tuy nhiên, trong những trường hợp suy rối loạn chức năng gan thì NH3 sẽ tăng lên trong máu và làm tăng tính thấm màng rạm não, và từ đó sẽ đưa đến sự tổng hợp tăng glutamine. Đây là một cái chất nó giải phóng oxit nitric và làm tăng hấp thu nước tế bào hình sao trong não, từ đó đưa đến giãn mạch não và tăng áp lực nội sọ, đưa đến những cái rối loạn tri giác của bệnh nhân. Và một số cái yếu tố thúc đẩy, đây là cái yếu tố rất quan trọng để đưa đến cái bệnh lý bệnh não gan, cái biến chứng bệnh não gan. Tại vì trong quá trình điều trị chúng ta phải giải quyết cái yếu tố thúc đẩy này thì chúng ta mới giải quyết được cái bệnh não gan. Thì tùy theo cái cơ chế, thí dụ như một số trường hợp tăng nitơ máu quá nhiều trong trường hợp nhiễm trùng, kiềm chuyển hóa, giảm kali, chế độ ăn nhiều đạm, giảm máu tiêu hóa, thì hoặc là suy thận, táo bón, giảm thể tích, các trường hợp sinh cửa chủ, rồi thay đổi dẫn truyền thần kinh, thí dụ như sử dụng thuốc an thần. Đôi khi chỉ cần một viên thuốc an thần cũng có thể đưa bệnh nhân đến bệnh não gan, và một số trường hợp khác cũng có thể gây ra cái thay đổi dẫn truyền thần kinh. Về cái
Về cái mức độ suy giảm nhận thức của bệnh nhân sơ gan và có biểu hiện bệnh não gan thì chúng ta thấy lưu ý là ở đây thì sẽ có chia làm hai loại là bệnh não gan ẩn và bệnh não gan rõ trên lâm sàng. Bệnh não gan ẩn thì nó tương đương với lại cái bệnh não gan mức độ tối thiểu và độ 1 ở phân loại West Haven. Còn bệnh não gan rõ là từ độ 2, độ 3, độ 4 trở lên. Thì ở đây chúng ta nên lưu ý tại vì đối với bệnh não gan ẩn là không có triệu chứng lâm sàng tối thiểu độ 1, tại vì nó phụ thuộc vào, nó quyết định điều trị cho chúng ta trên lâm sàng. Nếu như một bệnh nhân có bệnh não gan ẩn thì hiện nay các guideline hướng dẫn, các cái đồng thuận trên thế giới thống nhất rằng hiện tại chưa có điều trị những trường hợp bệnh nhân có bệnh não gan ẩn, mà nếu có điều trị chăng nữa thì tùy trường hợp cụ thể, người bác sĩ sẽ có quyết định dựa trên cái triệu chứng của bệnh nhân và phải dựa vào những cái test số, những cái test thần kinh về tâm thần thần kinh để chúng ta phát hiện cái bệnh não gan ẩn này, tại vì nó rất là tế nhị và rất dễ bỏ sót. Còn đối với bệnh não gan rõ là phân độ 2, 3, 4 trên lâm sàng thì có chỉ định điều trị thường quy trên tất cả các bệnh nhân bệnh não gan có biến chứng sơ gan. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái phân loại khác. Khi chúng ta phân loại bệnh não gan thì có 4 cách phân loại. Thứ nhất, dựa theo cái bệnh nền của bệnh nhân. Bệnh nền như tiếp A, tiếp B, tiếp C. Tiếp A là những trường hợp bệnh nhân suy gan cấp chẳng hạn. Tiếp B là trường hợp bệnh nhân có sinh cửa chủ, không có bệnh lý gan. Và tiếp C là chúng ta hay gặp nhất, đó là những trường hợp bệnh nhân có bệnh gan mãn tính giai đoạn cuối, sơ gan hoặc thậm chí những bệnh nhân ung thư gan trên nền sơ gan. Và thứ hai là West Haven, chúng ta thấy là phân loại tối thiểu, rồi độ 1, độ 2, độ 3, độ 4, thì độ tối thiểu và độ 1 thì được gọi là bệnh não gan ẩn và không có điều trị, chỉ định điều trị thường quy. Trong khi đó độ 2, độ 3, độ 4 là những cái độ mà bệnh não gan rõ và chúng ta sẽ tập trung vào đây để chỉ định điều trị trên lâm sàng cho bệnh nhân. Và theo diễn biến thời gian thì có thể chia làm bệnh não gan không liên tục, có thể là tái phát hoặc là dai dẳng. Và quan trọng nhất là bệnh não gan đa số 80% các trường hợp là có yếu tố thúc đẩy và còn khoảng 10-20% còn lại là bệnh não gan khởi tự nhiên xuất hiện cho bệnh nhân sơ gan, có thể là chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân khởi, cái yếu tố khởi phát và người ta coi như đó là cái bệnh nhân mà bệnh não gan tự nhiên không yếu tố khởi phát. Đây là một cái bản chi tiết hơn mà chúng ta thấy cái phân loại của bệnh não gan, thì chúng ta thấy rằng cái dấu rung vẩy mà chúng ta hay nói tới trong bệnh não gan thì ở độ 1 thì chúng ta có thể gặp, ở độ 2 thì khá rõ. Tuy nhiên khi cái mức độ rối loạn tri giác nó nặng hơn, bệnh nhân hôn mê sâu hơn thì cái dấu hiệu này không còn thấy rõ độ 3 và độ 4. Và về chỉ định điều trị bệnh não gan thì chúng ta thấy rằng hiện nay cũng theo cái guideline hướng dẫn mới nhất trên thế giới mà châu Á và châu cũng sử dụng, đó là đối với cái bệnh não gan mà bệnh não gan ẩn thì không có chỉ định điều trị và chúng ta chỉ có chỉ định điều trị thường quy cho bệnh não gan rõ. Và mục tiêu điều trị tất nhiên là dù gì chăng nữa chúng ta phải giải quyết yếu tố thúc đẩy, và có thể đến 89% các trường hợp bệnh nhân hồi phục khi chúng ta giải quyết yếu tố thúc đẩy này. Và điều mục tiêu điều trị tất nhiên là bệnh nhân bệnh não gan rối loạn tri giác thì chúng ta phải cải thiện các triệu chứng thần kinh tâm thần, có thể cải thiện được nhiều mức độ, một độ West Haven chẳng hạn, hoặc là cải thiện hoàn toàn cho bệnh nhân. Và cái cuối cùng mà chúng ta không nên quên đó là gì? Mục tiêu điều trị đối với bệnh nhân bệnh gan mãn tính giai đoạn cuối thì chắc chắn để mà điều trị triệt để chúng ta phải chuẩn bị cho bệnh nhân ghép gan. Tất cả những cái điều trị bệnh não gan hiện tại đều đi đưa đến là chúng ta chuẩn bị cho bệnh nhân có cái ghép gan sau này. Và tiếp theo, sau khi chúng ta có một cái đợt điều trị cho bệnh nhân bệnh não gan rồi, nếu bệnh nhân hồi phục thì chúng ta phải phòng ngừa tái phát, tại vì nó sẽ xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu đã xuất hiện được một lần, rất dễ xuất hiện lần khác sau này. Và cải thiện chất lượng, mặc dù bệnh nhân bệnh não gan mãn tính giai đoạn cuối, nếu chúng ta hồi phục rồi, chúng ta điều trị bệnh nhân hồi phục rồi, nhưng nếu bệnh nhân có cuộc sống không có thoải mái, không có được chất lượng thì nó cũng không phải là mục đích của cái điều trị hiện nay. Ngày nay thì tất cả cái điều trị của bệnh nhân người ta hướng đến điều trị người bệnh chứ không phải là chỉ điều trị cái bệnh của bệnh nhân. Mà muốn điều trị người bệnh thì chúng ta phải cải thiện cái chất lượng sống cho bệnh nhân, đó là yếu tố rất là quan trọng. Và tất nhiên và bệnh gan cấp tính hay mạng, bệnh não gan cấp tính hay mạng tính đều chúng ta phải nghĩ đến một cái hướng là phải chuẩn bị ghép gan, có thể là từ người cho chết não hoặc là người sống, thì để điều trị triệt để cho bệnh nhân. Và trong cái điều trị này thì chúng ta phải trong những cái lý thuyết hiện tại đến nay thì chúng ta tập trung đến giảm NH3 máu. Thì để giảm NH3 máu này, chúng ta thứ nhất là chúng ta phải hạn chế cái lượng NH3 sản xuất ra và cắt luôn, không cho sản xuất ra nữa là càng tốt. Thứ hai là đã sản xuất ra rồi thì làm sao để giảm hấp thu cái NH3 trong máu để hạn chế cái việc tăng NH3 trong máu. Và hai nhóm thuốc chính hiện nay đang sử dụng mà ưu tiên kinh điển từ xưa đến giờ, đó là thứ nhất là tất cả chúng ta đều biết là đường đôi không hấp thu, là những cái dạng như lactulo hay lactititon. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại chúng ta không có lactitol, chỉ có ở nước ngoài, ở các nước ở như châu Âu hoặc là Mỹ. Còn kháng sinh thì có rất nhiều kháng sinh đã được đưa ra để sử dụng. Ví dụ neomycin, metronidazole và hiện gần đây nhất đó là rifaximin.
Và để điều trị lâu dài thì hiện tại thì rivaximin là cái thuốc gần như là duy nhất có thể sử dụng lâu dài, ví dụ 6 tháng, 1 năm và có những nghiên cứu 2 năm trên bệnh nhân. Các kháng sinh khác cũng được đề cập tới, ví dụ như rất sớm từ xưa như neomycin chúng ta thấy từ năm 1949, balanomycin của thuộc hai thuốc này đều thuộc nhóm aminoglycosid từ năm 59. Tuy nhiên do những cái tác dụng phụ rất nhiều trên tai, độc trên thận và trên các bệnh lý thần kinh, do đó hiện nay thì người ta không còn, gần như là không còn sử dụng cái neomycin, balanomycin và metronidazole. Thì tùy quan điểm, nếu mà chúng ta sử dụng ngắn hạn thì vẫn có thể sử dụng trong một số trường hợp. Tôi tin rằng là một số cái cơ sở y tế, các anh chị đồng nghiệp cũng vẫn xài cái metronidazole này. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý một chuyện là đối với một số bệnh nhân khi sử dụng metronidazole thì cũng chú ý cái tác dụng phụ của metronidazole nếu chúng ta sử dụng trên bệnh nhân. Trong khi đó cái điều trị kinh điển chúng ta có thể chỉ sử dụng cần lactulo là đủ, và sau này chúng ta có thêm rivaximin, chúng ta có thể phối hợp hai cái thuốc này với nhau. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải giải quyết yếu tố thúc đẩy. Nếu chúng ta sử dụng lactulo, chúng ta sử dụng rivaximin là chúng ta không có điều trị, không giải quyết yếu tố thúc đẩy thì chúng ta vẫn có thể không đạt được cái hiệu quả điều trị của bệnh não gan. Các nghiên cứu về cái lactulo và rivaximin thì thật sự thì cũng khá nhiều. Lúc đầu kinh điển đó là lactulo, và sau này khi xuất hiện kháng sinh bổ sung thêm, ví dụ như là tôi đã nói ở trên, ví dụ neomycin, metronidazole, và sau này khi rivaximin xuất hiện thì nó được áp dụng rất nhiều, ngày càng nhiều hơn ở trên lâm sàng khi mà phối hợp với lactulo để điều trị bệnh não gan. Có rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành. Như vậy thì liệu lactulo và rivaximin là như thế nào và kết hợp thì ra sao, liệu có ưu thế hơn là một thứ hay không? Thì một số nghiên cứu người ta thấy rằng lactulo thì cái hiệu quả rivaximin thậm chí nó hiệu quả hơn cả lactulo. Và một số nghiên cứu khác, một số tác giả khác thì người ta nói rằng vẫn chưa cho thấy ưu thế rõ ràng của rivaximin so với lactulo. Mặc dù vẫn có thể sử dụng nhưng mà ưu thế thì người ta vẫn chưa thấy. Và đây vẫn là một cái câu hỏi có thể chúng ta sẽ cần nhiều hơn các cái nghiên cứu trong tương lai để chúng ta xem thử coi liệu cái vấn đề rivaximin và lactulo thì thực sự nó như thế nào. Cần những nghiên cứu có thể sẽ lớn hơn, dài hơi hơn và đa trung tâm hơn. Và cái thiết kế nghiên cứu nó sẽ chuẩn mực hơn để chúng ta đánh giá lại cái hiệu quả của rivaximin kết hợp hay không kết hợp cùng với lactulo. Về thuốc chỉ định thì giống như tôi đã nói thì xin nói qua sơ là lactulo, thì đương nhiên cái quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao chỉnh được cái liều của lactulo. Có thể là tùy vào mỗi nơi hoặc là tùy mỗi cái phác đồ điều trị, một cái guideline hướng dẫn, nhưng mà nói chung là có thể sử dụng bằng cái liều 25-30 ml, có thể mỗi 2 đến 3 giờ, có thể mỗi 4 giờ, thậm chí có thể mỗi giờ, và thường nhất là mỗi 2 giờ. Vấn đề là chúng ta chỉnh liều như thế nào để cho bệnh nhân trong vòng 24 giờ trong một ngày đi tiêu phân mềm, sệt khoảng tối đa 3 lần một ngày. Tại vì sao? Nếu như không có đủ cái liều đi, không có cái số lần đi phân rất ít, ví dụ như một lần trong 4 giờ nhiều khi không đủ để chúng ta thải loại cái NH3 những tạo ra trong lòng ruột. Và nếu mà nhiều quá thì nó lại gây ra một cái rối loạn điện giải ngược trở lại và bệnh nhân lại tiếp tục có cái bệnh não gan giống như một cái chu kỳ bồng sắn không giải quyết được. Và chọn lựa tiếp theo tất nhiên là chúng ta thấy rằng cái rivaximin và cái liều thường dùng nhất hiện nay được khuyến cáo trong các y văn và ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, đó là gì? 550 mg mà nhân 2 lần một ngày là 1100 mg một ngày. Có những nghiên cứu trên thế giới 1200 hoặc là 800, thậm chí 1400 mg một ngày. Thì cái phổ liều phổ biến nhất là chúng ta sử dụng hiện nay là 550 cộng với nhân 2 lần một ngày, có thể sử dụng cái liều này trong một thời gian khá lâu dài. Rivaximin thì đây là một cái kháng sinh bán tổng hợp dựa trên cái họ rivaximin đồng phân. Và cái quan trọng của nó là ít hấp thu vào máu, và cũng giống như những cái tiền thân trước đó như neomycin chẳng hạn, thì nó tác động tại chỗ trên ống tiêu hóa là chính, và do đó nó ít, rất rất ít tác dụng phụ, do nó ít tác dụng toàn thân. Và phổ nó khá rộng vì kỵ khí, hiếu khí, ram âm, ram dương, và hấp thu sau uống ở mức tối thiểu người ta thấy rằng chỉ khoảng 0,01% có liều rivaximin sau khi uống sẽ được phát hiện trong huyết tương, và đa số gần như toàn bộ là nó sẽ thải qua phân và chỉ có 0,14% thải qua nước tiểu. Và chúng ta thấy rằng đối với những cái điều trị gala trên thế giới thì FDA là một cái cơ sở rất là quan trọng cho các cái điều trị. Chúng ta có thể dựa vào đó để tham khảo. Thì FDA cũng đã chấp thuận trong 2010 khoảng tháng 3 là trong điều trị bệnh não gan đối với sử dụng rivaximin ngoại trừ cái lactulo kinh điển trước nay. Thì đây là một cái hình để giới thiệu thêm về cái hoạt tính kháng khuẩn rivaximin, đặc biệt là nó tác động ở trong ruột để mà tái lập lại cái hệ vi khuẩn trí bình thường. Và rivaximin nó có tác dụng điều trị bệnh gan não cấp và cũng có tác dụng là đồng điều trị phòng ngừa tái phát các bệnh não gan. Và đây là một cái nghiên cứu mà người ta thấy rằng đối với một số bệnh nhân được sử dụng cái rivaximin
1.100mg một ngày trên hai cái nhóm, thì người ta thấy rằng giữa cái nhóm trứng và cái nhóm dùng rivaximin thì nó có tác dụng là ở cái nhóm sử dụng rivaximin nó sẽ giảm được cái mức độ tăng nguy cơ bệnh não gan ở bệnh nhân so với nhóm placebo, và nguy cơ mà nằm viện của những bệnh nhân có sơ gan mà phải nằm viện liên quan đến bệnh não gan thì nếu sử dụng rivaximin và nhóm trứng thì rivaximin nó sẽ làm giảm được cái nguy cơ đó 50% ở các bệnh nhân có sử dụng. Một cái nghiên cứu rất là lâu, từ đầu tiên hồi lúc đầu khoảng đầu thập niên 90, đó là 1990, khoảng 1997 được báo cáo của các tác giả Ý, thì người ta cũng đã đặt ra vấn đề rivaximin là một cái tác nhân mà không hấp thu tại đường ruột, chỉ tác dụng tại chỗ không hấp thu, và liệu thì nó so sánh nó với lại các cái thuốc kháng sinh khác thì như thế nào. Thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng các cái bệnh nhân này cái rivaximin nó cũng có tác dụng rất là tốt. Ở đây các anh chị các bạn có thể thấy cái dữ liệu cuối cùng của họ, họ đề nghị rằng mình cũng có thể sử dụng cái rivaximin giống như một cái kháng sinh đầu tiên để lựa chọn thay cho những cái thuốc như neomycin, và đặc biệt là trên những mà trường hợp bệnh nhân có suy giảm chức năng thận. Tại vì trên bệnh nhân sơ gan, chúng ta trong quá trình diễn biến của bệnh nhân suy thận, chúng ta vẫn có thể thấy khá nhiều bệnh nhân bị diễn biến cái suy thận diễn tiến từ từ trên sơ gan, và đặc biệt trên những trường hợp này thì người ta khuyến cáo sử dụng rivaximin, tác dụng nó tương đương và nó thậm chí là nó ít, không có tác động trên thận giống như là cái neomycin. Một cái nghiên cứu khác, người ta thấy rằng giữa rivaximin và một số cái thuốc khác mà sử dụng thường quy bằng đường uống để điều trị bệnh não gan, thì một cái phân tích gộp người ta tiến hành thì chúng ta thấy cuối cùng còn lại từ 12 cái nghiên cứu thì rất nhiều cái tổng hợp đã được đưa ra ở đây, phân biệt so sánh giữa các cái thuốc, thí dụ như bệnh nhân bị tiêu chảy do sử dụng cái đường đôi không hấp thu, thí dụ như lactulo, lactitol, rồi triệu chứng đau bụng, chướng bụng trong khi sử dụng những cái đường đôi đó, và những cái tình trạng buồn nôn, mất giảm ăn uống, rồi mất cân, chán ăn, đặc biệt là khi sử dụng các thuốc thí dụ như metronidazole hoặc neomycin. Người ta thấy rằng các kết quả này cho thấy đối với sử dụng rivaximin thì người ta thấy rằng cái tác dụng phụ nó ít hơn so với các đường đôi hay là các kháng sinh khác khi sử dụng đơn trị liệu trong cái điều trị bệnh não gan. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thấy rivaximin trong một cái nghiên cứu này, người ta cũng phân tích ra thì thấy rằng so với đường đôi nó cũng có tác dụng giảm được cái mức giảm NH3 trên bệnh nhân, mặc dù NH3 được nói được cho rằng là NH3 đương nhiên sẽ được cho rằng là một cái yếu tố, một cái thuyết rất là quan trọng để mà giảm NH3 để điều trị bệnh não gan. Tuy nhiên, mặc dù NH3 không song hành với lại mức độ nặng của bệnh não gan, nhưng mà nếu như chúng ta thấy rằng giảm được cái NH3 trong máu thì đây là một cái điều cũng nên làm. Nếu mà cái hiệu quả của rivaximin đạt được thì chúng ta cũng có thể coi đây là một cái tham khảo để có thể định hướng cho mình trong tương lai khi chúng ta bắt đầu điều trị những bệnh nhân bệnh não gan, và trong đó giảm NH3 cũng là một cái yếu tố tốt, mặc dù nó chưa phải là yếu tố tiên lượng của bệnh não gan. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rivaximin mà tương tác và so sánh với lactitol trong điều trị bệnh não gan cấp, thì người ta thấy rằng cái rivaximin này trong nghiên cứu này chúng ta thấy ở bệnh nhân, chúng ta thấy trên 103 bệnh nhân làm ở đa trung tâm 13 bệnh viện ở Tây Ban Nha, và phân độ bệnh não gan ở đây thì từ 1 đến 3, người ta nghiên cứu từ độ 1 đến độ 3, thì người ta thấy rằng giữa rivaximin và lactitol thì tác động nó tương đồng với nhau, một bên là tăng 81%, một bên là khoảng 80%, và hai cái tác dụng này nó tương đương với nhau. Do đó thì người ta cũng khuyến cáo có thể sử dụng rivaximin đơn trị liệu cũng giống như là đường đôi và tương đối là an toàn và dung nạp tốt ở các bệnh nhân bệnh não gan cấp. Và đây là một cái nghiên cứu khác, là ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà dùng rivaximin và lactulo thì trong phạm vi của nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng giữa hai cái nhóm nghiên cứu, người ta thấy rằng cái số lượng, cái thời gian nằm viện của bệnh nhân cần phải nằm trong bệnh viện hoặc là cái số lượng bệnh nhân phải nhập viện thì ở nhóm rivaximin nó ưu thế hơn là cái nhóm so với lactulo trong cái phạm vi nghiên cứu này. Tuy nhiên là trong có rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành về rivaximin, lactulo cũng giống như các thuốc khác, thì chúng ta thấy đây cũng là một cái người ta quan tâm ở những bệnh nhân mà có cái bệnh não gan, ba xin lỗi, cái bệnh gan bị gì mãn tính giai đoạn cuối tiến triển, thì chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta điều trị bệnh nhân và giúp cho bệnh nhân cải thiện được triệu chứng lâm sàng, tuy nhiên cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa bệnh nhân đến một cái chất lượng sống tốt hơn, và trong cái chất lượng sống đó bệnh nhân sẽ cần rất nhiều thứ, cố gắng để đưa bệnh nhân về một cái cuộc sống gần với bình thường nhất để cho người ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thì trong cái nghiên cứu này, một cái nghiên cứu cũng khá là hiếm hoi mà khảo sát về cái mức độ mà tâm thần kinh, tại vì bệnh não gan nó liên quan đến rối loạn tâm thần kinh, thì đây là một cái mà người ta thấy rằng liệu như rivaximin nó tác động như thế nào, có tác động lên cái ảnh hưởng tâm thần của bệnh nhân hay không. Thì chúng ta thấy rằng trong cái
nghiên cứu này mọi cái đều rất tốt. Những cái triệu chứng toàn thân, những cái hoạt động của bệnh nhân, trạng thái lo lắng, căng thẳng, tại vì những cái trạng thái bức rứt lo lắng đôi khi nó lại là một cái bệnh não gan ẩn, một não gan tiềm ẩn. Ví dụ bệnh nhân tối thiểu ở độ 0 hay độ 1, nhiều bệnh nhân chỉ cần có một triệu chứng giống như là mất ngủ, khó ngủ và cảm thấy hơi bức rứt rồi sau đó thoáng qua, cũng có thể là một, nếu mà chúng ta hỏi bệnh kỹ, có thể đó là một cái biểu hiện của bệnh não gan ẩn, tiềm ẩn và tối thiểu. Vì trên những nghiên cứu này chúng ta, người ta thay cho thấy là rivaximin nó cũng có tác dụng cải thiện được cái chất lượng sống ở bệnh nhân có bệnh não gan. Và đây là một cái tham khảo khá tốt cho chúng ta, tại vì rivaximin chúng ta sau này có thể sử dụng khá lâu dài, cũng giống như lactulo để phòng ngừa cho bệnh nhân sau khi đã có bệnh não gan. Đây là một cái nghiên cứu khác khá là nổi tiếng, đã được đăng vào năm 2013 trên tạp chí ACG của Mỹ, là một cái nghiên cứu. Vậy thì chúng ta thấy rằng lactulo là kinh điển, rivaximin các nghiên cứu trước cũng nói rằng có thể sử dụng để điều trị giống như là lactulo hoặc lactitone, giống như là đường đôi không hấp thu trong cái điều trị bệnh não gan cấp chẳng hạn và phòng ngừa. Như vậy thì nếu khi chúng ta so sánh, chúng ta kết hợp lại rivaximin kết hợp với lactulo, thì liệu cái hiệu quả điều trị nó có tốt hơn hay không, hay là nó tệ hơn, hay là tác dụng phụ như thế nào, có dung nạp hay không? Thì đây là một cái nghiên cứu được làm cũng khá công phu, nghiên cứu mù đôi có đối chứng ngẫu nhiên. Thì chúng ta thấy rằng trên một nhóm bệnh nhân khoảng 120 bệnh nhân sau khi sàng lọc thì đưa làm hai nhóm, một nhóm là lactulo phối hợp với rivaximin và nhóm thứ hai là lactulo sử dụng với giả dược. Thì cái thời gian điều trị của nghiên cứu này theo dõi tối đa là 10 ngày. Và tất nhiên thì chúng ta, người ta đánh giá các tiêu chí, thí dụ như hồi phục hai lần một ngày, và cái quan trọng là gì? Các đánh giá hàng ngày sẽ được hai chuyên gia gan có kinh nghiệm và độc lập với cái nhóm nghiên cứu này đánh giá các cái triệu chứng của bệnh nhân. Tại vì chúng ta biết rằng các triệu chứng mà đánh giá mức độ bệnh não gan đôi khi nó, nếu chúng ta không có những cái chuẩn mực rõ ràng thì nó cũng khá có thể dẫn đến ta cái cảm tính, có thể nó quá, chẩn đoán nó hơi quá chút xíu hoặc là nó thiếu một chút, thì người ta sử dụng hai chuyên gia khác nhau. Có kinh nghiệm, hai chuyên gia độc lập có kinh nghiệm và cũng làm về gan và khảo sát cái trạng thái tâm thần kinh, cái trạng thái hoạt động của bệnh nhân mỗi ngày. Và đây là các tiêu chí người ta đánh giá. Tất nhiên là cái tiêu chí quan trọng nhất là cải thiện bệnh não gan, và cái phân độ sử dụng ở đây là phân độ phổ biến trên thế giới là theo West Heaven. Thì chúng ta thấy rằng ở đây kết quả cho thấy rằng kết quả quan trọng nhất ở đây là tỷ lệ hai nhóm. Thì trong cái nhóm sử dụng lactulo và kết hợp với rivaximin thì tỷ lệ hồi phục hoàn toàn của bệnh nhân bệnh não gan cao hơn là 76% so với 50% ở cái nhóm mà không có kết hợp giữa lactulo và rivaximin. Và tỷ lệ tử vong ở cái nhóm phối hợp với lại lactulo và rivaximin cũng thấp hơn so với nhóm lactulo đơn thuần không có kết hợp với lại rivaximin. Và thời gian nằm viện như thế nào? Thời gian nằm viện cái này cũng rất quan trọng, tại vì đối với chúng ta nhiều khi chúng ta chưa có quan tâm đúng mức cái vấn đề thời gian nằm viện ngắn hay dài. Thậm chí bệnh nhân có thể nằm thêm vài ngày cũng chả sao, hay là nằm ngắn vài ngày thì thật ra cũng chưa thấy hết ý nghĩa của nó. Tuy nhiên ở các nước phát triển thì đây là một vấn đề rất quan trọng, tại chúng ta thấy rằng nếu như thời gian nằm viện ngắn hơn thì các chi phí về y tế nó đi theo. Trên một bệnh nhân, rồi trên đó 10 bệnh nhân, 100 bệnh nhân, hàng ngàn bệnh nhân thì cái mức độ, cái chi phí về chi phí kinh tế và y tế nó sẽ được tiết kiệm rất nhiều. Do đó thì trong các nghiên cứu ở nước ngoài họ cũng hay sử dụng cái thời gian nằm viện xem như thế nào. Do đó thì chúng ta thấy rằng ở đây cái thời gian nằm viện rõ ràng nó khác, nó thấp hơn rất là nhiều, khá rõ ưu tiên, cái ưu thế nó khá rõ so với cái nhóm mà lactulo không sử dụng rivaximin và có ý nghĩa thống kê. Đây là một cái nghiên cứu mà khá nổi tiếng trong cái chẩn đoán điều trị bệnh não gan phối hợp giữa hai chất, đó là đường đôi không hấp thu lactulo đại diện và chất thứ hai này kháng sinh và rivaximin. Một cái kết quả này cũng rất là có ý nghĩa trên lâm sàng, và chúng ta có thể dựa vào đây để có thể ứng dụng theo cái điều kiện cho phép của chúng ta trên lâm sàng hàng ngày. Và một cái nghiên cứu khác về tăng tỷ lệ sống của bệnh nhân có tiền sử bệnh não gan, tại vì bệnh não gan đã có là chúng ta thấy rằng sau một năm nếu bệnh não gan có rồi khoảng 40% là sẽ sống được có 3 năm, và sau đó là 1 năm thì tỷ lệ thấp hơn nhiều. Do đó thì chúng ta thấy rằng ở bệnh nhân đã có tiền sử bệnh não gan rồi thì gần như họ sẽ có thể có những cái bệnh, có cái đợt của tái phát bệnh não gan khác trong tương lai, hoặc thậm chí cái đợt bệnh não gan này nó qua đi nhưng mà nó hoàn toàn chưa hồi phục và có một cái đợt khác nó chồng lên. Thì người ta cũng nghiên cứu xem thử cái tỷ lệ sống của bệnh nhân nếu sử dụng rivaximin thì như thế nào. Trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng
Số lượng N cũng khá lớn, gần 1.500 bệnh nhân. Và các tiêu chí chính, tiêu chí phụ chúng ta cũng sẽ thấy ở trong nhóm cái rivaximin sử dụng thì cái nhóm mà tỷ lệ sống giữa nhóm sử dụng lactulo và rivaximin thì ở các thời điểm 12 tháng, 24 tháng, 36 và 48 tháng nó cao hơn rõ so với cái nhóm sử dụng lactulo đơn thuần. Mặc dù ở đây B nó chưa có ý nghĩa thống kê lắm, nhưng mà về mặt lâm sàng tôi nghĩ rằng nó cũng có là những cái chỉ số đáng là chúng ta tham khảo. Và đây là một cái chi tiết cũng khá quan trọng. Xin lỗi quý thầy cô các anh chị đồng nghiệp là trong cái bài báo cáo của tôi nó có một vài chỗ cái chữ rivaximin nó bị mất này do cái lỗi kỹ thuật sửa cái file, thành ra rất là xin lỗi tại một số chỗ nó sẽ thiếu cái chữ rivaximin, thì quý thầy cô các anh chị các bạn thông cảm. Bên cạnh đó thì đối với những bệnh nhân mà bệnh não gan thì chúng ta hay nói đến những trường hợp mà bệnh nhân bị sơ gan mãn tính ha, là bệnh gan tiến triển. Như vậy thì đối với những bệnh nhân ung thư gan thì như thế nào? Thì trên những bệnh nhân ung thư gan cũng có bệnh nhân gan bệnh gan mãn tính tiến triển và cũng vô hôn mê gan, cũng bị bệnh não gan, cũng xuất huyết tiêu hóa. Thì ở trong nghiên cứu này người ta khảo sát trên những ngoài cái chuyện bệnh nhân mà bệnh gan mãn tính giai đoạn cuối, đặc biệt là sơ gan phải chịu đựng những cái những cái biến chứng của bệnh và những cái tỷ lệ sống của bệnh ảnh hưởng bởi những biến chứng của bệnh sơ gan, thì còn có một cái đó là ung thư gan. Thì trên bệnh nhân ung thư gan mà sơ gan thì cái tiên lượng sống nó còn gắt cao, nó còn khắc khe, nó còn nguy hiểm hơn là trên bệnh nhân chỉ sơ gan đơn thuần. Thì ngay cả trên những bệnh nhân mà có ung thư gan thì người ta thấy rằng dùng rivaximin trong nghiên cứu này chúng ta thấy giảm được cái tỷ lệ tái phát bệnh não gan ở bệnh nhân. Nếu không có sử dụng rivaximin thì cái tỷ lệ tái phát bệnh não gan nó cao hơn. Và có một cái nữa, một biến chứng khác cũng rất quan trọng, đó là cái vi khuẩn mạc nguyên phát do vi khuẩn. Thì trên những bệnh nhân ung thư gan, sơ gan, bệnh gan mãn tính giai đoạn cuối, có dịch ổ bụng, thì nếu dùng rivaximin phòng ngừa, đặc biệt sau khi bệnh nhân có bệnh não gan rồi, thì nó cũng sẽ giảm được cái tỷ lệ viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát của bệnh nhân qua thời gian theo dõi 4 năm, gần tới 4 năm. Đây cũng là một nghiên cứu khác, mình tích gộp, thì chúng ta thấy rõ hơn về cái rivaximin, cũng giống như cái đường đôi, cái sử dụng trong cái điều trị bệnh não gan. Thì trong phân tích gộp này người ta thấy rằng, đặc biệt ở đây người ta thấy đối với lactulo thì chúng ta sử dụng rất thường xuyên. Tuy nhiên nó có một số trường hợp các bệnh nhân sẽ bị cái tác dụng phụ mà hay gặp nhất, đó là chướng bụng và như chúng ta biết là tiêu chảy. Có những bệnh nhân sử dụng lactulo thí dụ như là 30ml mỗi 4 giờ, mỗi 6 giờ, thậm chí mỗi 2 giờ. Có những bệnh nhân sử dụng một ngày tới là mỗi 4 giờ tới 6 lần một ngày, thí dụ như vậy, hoặc mỗi 2 giờ, nhưng mà cái số lượng để cần để mà bệnh nhân có thể đi cầu theo như cái chúng ta muốn là 3 lần một ngày, cái số lượng đi cầu phân mềm ít nhất 3 lần, xin lỗi, tối đa 3 lần một ngày, thì nhiều trường hợp bệnh nhân không có nhạy và chúng ta dùng 100ml, hơn 100ml vẫn không có đi cầu. Và những bệnh nhân có thể sử dụng 15ml hoặc 30ml thì bệnh nhân lại đi tiêu chảy, và do đó chúng ta phải điều chỉnh cái thuốc, cái lactulo trong quá trình điều trị. Thì ở đây chúng ta thấy rằng rivaximin nó cũng chứng minh được là nó có tác dụng và có thể hạn chế được cái dung nạp tốt hơn so với cái lactulo. Bên cạnh đó chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái nghiên cứu hiệu quả lâm sàng cải thiện bệnh não gan đã cải thiện đáng kể đối với khi mà chúng ta sử dụng cái rivaximin so với cái nhóm mà sử dụng đường đôi không hấp thu. Này, phía trên. Cho có tiêu đề trên đó. Cái khung ở trên mắt. Đó. Đó, được rồi, lên. Xin tiếp theo là trên cái hiệu quả của rivaximin trên lâm sàng
người ta trong nghiên cứu này tiếp tục người ta cũng cho thấy rằng đối với cái so sánh đối với cái nhóm đường đôi không hấp thu thì cái hiệu quả điều trị nó cũng tương đương. Và cái quan trọng ở đây là chúng ta thấy rằng cái tác dụng phụ của rivaximin nó ít hơn và nó dung nạp tốt hơn so với cái bệnh nhân sử dụng cái nhóm lactulo hoặc là nhóm đường đôi mà không hấp thu. Và đặc biệt là cái nguy cơ tiêu chảy và đau bụng, chướng bụng, đầy hơi nó cũng sẽ ít hơn là khi chúng ta sử dụng rivaximin so với lactulo. Và một cái quan trọng giống như là lúc đầu tôi cũng đã có trình bày là nếu như mà rivaximin làm giảm được cái NH qua máu thì đây cũng là một cái yếu tố là đáng ghi nhận để chúng ta quan sát và chúng ta ứng dụng trong quá trình điều trị. Thì trong nghiên cứu này người ta thấy rằng đối với cái nhóm sử dụng rivaximin và so với nhóm chứng thì nó có so giữa hai cái nhóm này thì cái nhóm sử dụng rivaximin nó có vẻ như là nó sẽ làm giảm được cái NH qua máu hơn so với nhóm chứng, và đây là một cái yếu tố đáng cân nhắc trên lâm sàng khi chúng ta sử dụng rivaximin. Và trong điều trị bệnh đau gan thì tiếp tục ở đây chúng ta thấy rằng một cái nghiên cứu khác, người ta làm rất nhiều nghiên cứu về cái tại vì rivaximin khi xuất hiện nó sẽ giống như là một cái gì đó là mới mẻ và đưa đến khá tiện lợi cho người bệnh, và các nhà lâm sàng cũng cố gắng tìm hiểu xem coi cái tác dụng đó trên lâm sàng như thế nào. Các tác giả châu Âu và các tác giả châu Á cũng sử dụng khá nhiều, nhất là các nước ở trong châu Á của chúng ta. Do đó thì các nghiên cứu này cũng lần được tiến hành rất là nhiều, và cái người ta vẫn cứ muốn là rivaximin và lactulo thì nó như thế nào. Và đây cũng là một nghiên cứu khác mà chúng ta thấy rằng nó cũng chứng minh được cái hiệu quả điều trị không khác biệt giữa rivaximin và cái nhóm đường đôi không hấp thu, và do đó nó cũng đưa đến cái khuyến cáo, cái khuyến nghị là chúng ta nên cân nhắc xem là rivaximin có thể sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân bị tác dụng phụ hoặc là khó chịu hoặc là không dung nạp với lại lactulo, thì chúng ta có thể sử dụng cái rivaximin trong cái điều trị bệnh não gan. Và đặc biệt là các cái triệu chứng giảm đau bụng trong nghiên cứu ở có tác giả châu Á hay châu Âu nó cũng giống như nhau, là rivaximin nó sẽ giảm triệu chứng đau bụng và giảm được các tác dụng phụ tốt hơn so với nhóm chứng, đặc biệt là nhóm sử dụng cái đường đôi không hấp thu. Và đối với cái guideline gần nhất của Hội Gan Mật Hoa Kỳ vào năm 2014 là mới là được khuyến cáo về điều trị bệnh đau gan, thì chúng ta lại một lần nữa ghi nhận lại là người ta cũng khẳng định lại là cái bệnh đau gan tiềm ẩn thì chúng ta không có điều trị thường quy, phải tùy trường hợp cụ thể. Và đối với cái điều trị bệnh đau gan thì lactulo vẫn được coi là cái kinh điển được lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên, rivaximin là một cái thuốc kháng sinh rất là đáng xem xét và tin cậy để chúng ta thêm vào trong cái điều trị của chúng ta khi mà xử lý các bệnh nhân bị bệnh não gan, đặc biệt là bệnh não gan cấp, cũng như phòng ngừa bệnh não gan sau này. Chúng ta vẫn có thể sử dụng rivaximin giống như là một cái vũ khí khác bên cạnh lactulo để phòng ngừa tái phát bệnh não gan trên những bệnh nhân sơ gan mãn tính giai đoạn cuối. Và bệnh não gan cấp người ta thấy rằng có tỷ lệ một số trường hợp tỷ lệ tái phát cao mặc dù đã được điều trị với lactulo, và trong đặc biệt trong những trường hợp này chúng ta có thể add-on, chúng ta có thể bổ sung thêm rivaximin. Đây là một cái phương pháp điều trị, một cái bổ sung điều trị rất là hiệu quả cho cái bệnh nhân phòng ngừa tái phát bệnh não gan. Đây là một cái nghiên cứu để chứng minh cái chuyện đó. Người ta thấy rằng đúng cái tiêu chí chính trong dự phòng tái phát bệnh não gan thì trên gần 300 bệnh nhân bệnh não gan sử dụng rivaximin với cái liều cũng là 500 mg nhân 2 lần một ngày. Xin lỗi, đây nó có cái rivaximin. Thì thiết kế nghiên cứu này chúng ta thấy rằng nó cũng là ngẫu nhiên đối chứng với giả dược mù đôi, và đang trong tình trạng bệnh đau gan ổn định thì người ta sử dụng điều trị xem thử nó có tái phát hay không. Thì đánh giá tất nhiên là người ta sẽ đánh giá nghiên cứu này về số lần bùng phát các bệnh não gan đợt cấp hoặc là những tái phát bệnh não gan. Thì người ta thấy rằng tất nhiên cái tiêu chí phụ đây là thí dụ như nhập viện do bệnh não gan hay là không do bệnh não gan thì người ta cũng cân nhắc tới. Và kết quả ghi nhận trong 6 tháng điều trị theo dõi thì người ta thấy rằng giảm được 58% các trường hợp tái phát bệnh não gan cấp trong quá trình điều trị ở cái liều rivaximin 500mg 2 lần một ngày. Và tương tự như vậy thì tình trạng nhập viện do bệnh não gan gây ra, những cái gì liên quan đến bệnh não gan trong 6 tháng điều trị đó thì cũng giảm được 50% so với các nhóm không có điều trị. Và đây là một cái đánh giá về độ an toàn của rivaximin trên điều trị bệnh não gan trong thời gian theo dõi trong 2 năm. Thì các tiêu chí chính cũng là đánh giá và tỷ lệ nhập viện, các lần thăm khám tại cấp cứu và thăm khám ngoại trú như thế nào, và tình trạng nhiễm khuẩn có hay không, và tiêu chí phụ là thời gian điều trị và tính an toàn của thuốc. Thì chúng ta thấy rằng ở đây bệnh nhân, các nghiên cái khảo sát cho thấy cái rivaximin cũng là giảm cái tỷ lệ nhập viện chung. Ví dụ giảm tỷ lệ nhập viện chung, giảm tỷ lệ nhập viện liên quan đến bệnh não gan và cả những cái trường hợp nhập viện mà trên bệnh nhân không có liên quan đến bệnh não gan thì nó cũng giảm được tỷ lệ khoảng 60% so với các cái nhóm khác.
Và cũng rivaximin cũng làm giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, và trung bình chúng ta giảm được 5 ngày nằm viện trung bình liên quan đến bệnh não gan ở trên bệnh nhân có sử dụng cái rivaximin. Và một cái điều quan trọng nữa là nó khẳng định lại đó là trên 3, chỉ có 3 trường hợp trên 127 trường hợp là tỷ lệ khoảng 2.4% là bệnh nhân có tác dụng phụ, và chủ yếu là bệnh nhân thấy khó chịu và một trường hợp như là nổi rash, nổi ban ngoài da nhẹ thôi, và các dụng phụ này rất là nhẹ và khi ngưng thuốc thì hoàn toàn biến mất. Và do đó thì cái tác dụng phụ của rivaximin cũng rất là thấp. Xin nói thêm, đây là một cái nghiên cứu mà chúng tôi tiến hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khoa nội tiêu hóa. Thì nghiên cứu này cũng rất may mắn là chúng tôi được tài trợ cái rivaximin bởi Relief. Trong cái quá trình làm nghiên cứu thì công ty cũng rất là hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề sử dụng thuốc. Trong cái thuốc này thì chúng tôi được tài trợ trong nghiên cứu cho bệnh nhân, thì cũng xin mạn phép được báo cáo. Thì bệnh nhân, cái nghiên cứu này chúng tôi tiến hành, thực ra thì chúng tôi dự trù ban đầu là chúng tôi cũng tiến hành mù đôi có đối chứng ngẫu nhiên. Tuy nhiên do quá trình cái placebo thì cái chi phí nó quá đắt đỏ, do đó thì chúng tôi cũng sử dụng một cái nghiên cứu tiến cứu có đối chứng mà trên 43 bệnh nhân, và chúng tôi cũng chia làm hai nhóm, nhóm Lactulo cộng với rivaximin là 21 bệnh nhân và nhóm Lactulo đơn thuần là 22 bệnh nhân. Với cái rivaximin là của Relief Pharma tài trợ, đó là Refit 550g nhân 2 lần một ngày, chúng tôi theo dõi khoảng 1 tuần cho mỗi bệnh nhân. Tại dựa trên cái tiêu chí là tất cả những bệnh nhân sơ gan nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy của chúng tôi thì thời gian trung bình cho bệnh nhân điều trị khoảng 1 tuần là bệnh nhân là có thể diễn tiến nặng hơn và tử vong cho biến chứng của bệnh não gan hoặc là những biến chứng khác, hoặc là bệnh nhân hồi phục. Và do đó chúng tôi chọn cái thời gian là 10 ngày. Và chúng tôi cũng sử dụng hai bác sĩ khoa nội tiêu hóa gan mật có chứng chỉ hành nghề và có đầy đủ tiêu chuẩn sau đại học để khảo sát cái tình trạng rối loạn tri giác của bệnh nhân một cách độc lập so với nhóm nghiên cứu. Và do thời gian cũng có hạn, do đó chúng tôi sử dụng mà trong thời gian nghiên cứu từ 6 tháng, từ tháng 10 2018 đến tháng 4 2019. Và đây là cái sơ đồ nghiên cứu khi bệnh nhân thỏa thuận và chấp thuận các cái nghiên cứu và ký đồng ý tham gia nghiên cứu, chúng tôi sẽ phân bố làm hai nhóm dựa trên cái phần cái randomize của computer, và chúng tôi sẽ đánh giá theo thường, điều trị theo thường quy. Nếu bệnh nhân không có tham gia nghiên cứu, không thỏa chuyện nghiên cứu thì vẫn điều trị như thường quy. Và khi bệnh nhân thỏa ra chuyện nghiên cứu thì chúng tôi đưa vào nghiên cứu, và tất cả các bệnh nhân này đều điều trị thường quy theo phác đồ của Bệnh viện Chợ Rẫy và của Bộ Y tế. Và chúng tôi sử dụng là Lactulo cộng rivaximin hoặc Lactulo đơn thuần và xử trí các yếu tố thúc đẩy và theo dõi đánh giá phân đồ Westerwin mỗi ngày, dự định là trong 10 ngày, nhưng mà thực ra chúng tôi chỉ sử dụng khoảng 7 ngày là tất cả bệnh nhân đều có kết quả. Và các biến cố do thuốc là được đánh giá trong quá trình điều trị có hay không, và đánh giá phần độ Westerwin ở thời điểm 10 ngày và kết luận có luận điểm nghiên cứu. Thì kết quả của chúng tôi, tiêu chuẩn đánh giá đối với điều trị là nếu như bệnh nhân đáp ứng tốt điều trị là cải thiện được rõ tri giác theo đánh giá của mức độ Westerwin. Và cũng sử dụng là ở đây chúng tôi là điều trị trên bệnh nhân bệnh não gan rõ, trên bệnh nhân sơ gan, và chứ không phải là bệnh nhân suy gan cấp, và bệnh nhân tất cả đều có bệnh não gan sơ gan giai đoạn cuối, và có một bệnh nhân là HCC trên bệnh nhân sơ gan. Và kết điểm nghiên cứu chính của chúng tôi là bệnh nhân hồi phục, khám lâm sàng và cũng đánh giá theo phân loại Westerwin, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Và nếu bệnh nhân không hồi phục thì cũng đánh giá theo lâm sàng theo Westerwin, bệnh nhân duy trì hoặc tăng nặng theo phân loại Westerwin so với thời điểm nhập viện. Và kết quả ghi nhận của chúng tôi trong nghiên cứu này, trong phạm vi nghiên cứu này, là chúng tôi thấy rằng 81% cải thiện được hoàn toàn tri giác so với 63,6% trong cái nhóm chỉ sử dụng Lactulo và không có phối hợp với rivaximin. Mặc dù chưa có ý nghĩa thống kê, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trên lâm sàng cũng mang một cái ý nghĩa nhất định. Đặc biệt là tất cả bệnh nhân đều dung nạp rất tốt, không có chưa có ghi nhận những tình trạng như nổi ban, phát ban da. Và tất nhiên trong quá trình điều trị, bệnh nhân sử dụng thuốc thì các bệnh nhân bệnh não gan thì tuy nhiên chúng tôi không có thể hỏi được bệnh nhân có khó chịu hay không, nhưng mà quan sát thì không thấy cái biến cố bất thường, đặc biệt là nổi rát sinh da thì chúng tôi không thấy, hay là những cái phản ứng khác thì chúng tôi không thấy. Và bệnh nhân cũng có không có tiền can diễn thuốc trước đó. Và cái mặc dù không có nghĩa thống kê, nhưng mà trên lâm sàng chúng tôi cũng ghi nhận, và đây thì cũng có ý nghĩa nhất định đối với cái nhóm mà sử dụng rivaximin cộng với Lactulo. Và chúng tôi cũng so sánh với các nghiên cứu khác, ví dụ như SACMA của tác giả vừa mới công bố và chúng tôi vừa trình bày ở trên. Một số tác giả khác như IHEAR-2 năm 2017 cũng cho thấy là Lactulo phối hợp rivaximin hiệu quả hơn Lactulo đơn thuần 96,87% so với 85,71%, mặc dù cái B nó cũng chưa có thỏa nghĩa thống kê. Và
Và một cái nghiên cứu khác của tác giả Bút ở trên 2018 này cũng cho thấy rằng lactulo phối hợp với rivaximin sẽ hiệu quả hơn là lactulo đơn thuần trong điều trị bệnh não gan rõ trên bệnh nhân sơ gan. À, xin được phép có vài câu kết luận về rivaximin thì chúng ta thấy rằng qua các cái dữ liệu trình bày nó đã chứng minh được cái hiệu quả rất là rõ rệt trong cái điều trị bệnh não gan cấp cũng giống như là phòng ngừa bệnh não gan tái phát. Và rivaximin có làm giảm được nguy cơ nhập viện liên quan đến bệnh não gan ở những bệnh nhân bệnh gan mãn tiến triển. Lactulo phối hợp thêm rivaximin đã chứng tỏ có hiệu quả điều trị bệnh trong điều trị bệnh não gan, và đây cũng là một phương án rất là tốt, tại vì lactulo cho đến hiện nay vẫn là cái kinh điển mà chúng ta có thể phối hợp với rivaximin trong điều trị. Rivaximin cũng giúp cải thiện được chất lượng sống của bệnh nhân bệnh não gan, đây là yếu tố khá quan trọng. Và cái quan trọng hơn nữa là chúng ta thấy rằng rivaximin khá an toàn và dung nạp tốt, đặc biệt là so với các cái trường hợp mà không có dung nạp, với lại đường đôi không hấp thu. Và hiện tại thì về bệnh não gan tối thiểu thì cho tới nay vẫn chưa có bằng chứng chỉ định rivaximin trong điều trị bệnh não gan tối thiểu. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý vị và các bạn một lần nữa đã dành thời gian ngày hôm nay chủ nhật để tham gia cùng chúng tôi trong cái buổi thảo luận này. Một lần nữa xin trân trọng tất cả quý thầy cô, anh chị và các bạn. Xin cảm ơn. Dạ. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hồ Tấn Phát với một bài báo cáo rất chi tiết và nhiều thông tin hữu ích. Tiếp theo đây sẽ là báo cáo hướng dẫn mới trong điều trị hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy của bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương. Xin kính mời bác sĩ. Xin chào quý vị đồng nghiệp và thầy cô anh chị đang trực tiếp theo dõi cái buổi CME ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì cũng xin cảm ơn một bài cập nhật về điều trị bệnh não gan với cái tác nhân là rivaximin của bác sĩ Hồ Tấn Phát. Thứ hai là cảm ơn cái trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng như công ty Rubik Phạc Ma đã tổ chức cho chúng ta, những người làm trong ngành y, có điều kiện để mà gặp nhau để mà chia sẻ những cái kiến thức này. Thì cái rivaximin như bác sĩ Phát vừa trình bày, một cái thuốc rất là đặc biệt. Nó lại, nhưng mà nó lại không có lạ gì với tiêu hóa. Mình thấy một bài trên bệnh gan, một bài trên bệnh tiêu hóa. Nhưng mà tất cả bác sĩ tiêu hóa thì nội tiêu hóa đều sẽ gặp hai cái bệnh này trong cái hoạt động mà lâm sàng khám chữa bệnh hàng ngày của mình. Thì tôi xin nói về cái hội chứng ruột kích thích mà thể tiêu chảy IBSD. Thì cái này thì không riêng gì bác sĩ tiêu hóa, mà tất cả bác sĩ mà hành nghề nội tổng quát hay nói chung trong hành nghề y thì sẽ gặp cái bệnh này rất là nhiều. Thế thì hội chứng ruột kích thích là cái gì? Cái này ngày xưa tôi còn nhớ hoài, 20-30 năm trước khi đi học thì mấy thầy gọi là viêm đại tràng co thắt hay là bệnh đại tràng thần kinh vân vân, làm chúng tôi hồi sinh viên tôi nghĩ là bệnh này là bệnh của cái ruột già đó, cái đại tràng. Nhưng thực sự là bây giờ thì mình thấy là rõ ràng nó dùng cái chữ hội chứng ruột kích thích là đúng hơn, tức là cả cái ống tiêu hóa. Cái bệnh này thì nó không nguy hiểm gì hết, nhưng bệnh nhân làm phiền mình dữ lắm, cứ kiếm mình hoài à. Bởi vì thật sự người ta bị làm giảm chất lượng cuộc sống. Cái bây giờ người khái niệm chất lượng cuộc sống là rất là quan trọng. Giống như cái bài trình bày của bác sĩ Phát đã nói là không phải chỉ trị cái bệnh mà phải làm sao cho chất lượng cuộc sống nó nâng lên. Thì cái hội chứng ruột kích thích đây, thì đây là cái tần suất chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta thì là thật sự chưa có một cái dữ liệu mà thống kê chính thức trên cái bản đồ toàn cầu về cái hội chứng ruột kích thích. Nhưng mà lượt qua những cái nghiên cứu mà ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, thì ta thấy một số cái nghiên cứu bắt đầu từ 2005 cho tới 2020 là mới nhất. Thì ta thấy đâu đó nếu áp dụng, tùy theo chúng ta áp dụng cái tiêu chuẩn RIM 1, RIM 2, RIM 3, RIM 4, thì nếu mà áp dụng thì cái tỷ lệ đâu đó nó dao động từ 10 tới khoảng 15% dân số Việt Nam. Ví dụ như cái nghiên cứu này là năm 2015 thì đã áp dụng tiêu chuẩn RIM 3 thì nó khoảng 11%, nhưng mà năm 2020 thì áp dụng tiêu chuẩn RIM 4 thì là 14%. Nó chỉ khác cái vùng thôi, cái này là ở miền Nam, còn này ở miền khu vực miền Trung, thì đâu đó của chúng ta nó sẽ khoảng 10% chứ không ít hơn. Thế hội chứng ruột kích thích là gì? Nó có ba chữ ABC. Tức là nó là một cái rối loạn tiêu hóa hoàn toàn chức năng mãn tính trên 6 tháng mà không có bất thường gì hết, khám bệnh cũng như không có thấy một cái gì bất thường.
Và cái biểu hiện nó luôn luôn có chữ E tô màu đỏ, tức là bệnh nhân phải than đau bụng, cái người ta làm phiền là phải đau bụng. Ngoài ra hai triệu chứng hay kèm theo, một là thay đổi cái đi cầu, thay đổi hay change, tức là có thể món hoặc tiêu chảy gì tùy, và có người than sôi bụng hoặc chướng bụng đầy hơi. Thì cái những bạn nào mà ngồi phòng khám thường xuyên thì thấy là bệnh nhân mà hội chứng ruột kích thích nó than phiền nó hay trùng lắp đó. Chứ không phải chỉ có hội chứng ruột kích thích nó hay trùng với lại cái trào ngược hay là đầy bụng đau tử, mà cái này là những người mà làm lâm sàng thường xuyên thì gặp là nó luôn trùng lắp, chứ ít khi nào nó chỉ có một cái IBS đơn thuần, lẽ đương nhiên vẫn có nhưng mà nó luôn trùng lắp nhiều nhiều bệnh với nhau. Thì các cơ chế sinh lý bệnh chính trong IBS thì nó có rất là nhiều, từ cái rối loạn vận động ruột, tăng cảm nội tạng, tức là cái độ nhạy cảm cao, kích hoạt miễn dịch, rối loạn trục não ruột, cái này là một cái mới bây giờ, nó là cái trục não ruột, tức là cái ruột mình hoạt động có liên quan tới cái hệ thần kinh. Và một cái mới nữa là thay đổi hệ vi sinh đường ruột. Hồi nào giờ chúng ta, hồi thời tôi nhớ 20-30 năm về trước đi học thì mấy thầy ít nói về cái này, nói này là bệnh cơ năng, không có cái gì hết, không có vi trùng là nó gây tiêu chảy cấp hay gì, không có nói về cái này. Nhưng bây giờ thì là thấy rằng là cái rối loạn vi khuẩn hệ đường ruột là một trong những cái yếu tố, là trong đa yếu tố của hội chứng ruột kích thích. Và đây là một cái nghiên cứu gọi là tổng hợp. Chúng ta thấy là cái meta analysis, thấy là cái OE, tức là nhiều nghiên cứu khác nhau, thì người ta thấy là nguy cơ mắc IBS là sau nhiễm trùng tiêu hóa nó tăng lên gấp 7 lần. Và đương nhiên cái khoảng tin cậy 95% không chứa số 1, có nghĩa là cái này có ý nghĩa gây đông chạm số 1. Như vậy là cái vai trò của rối loạn vi khuẩn đường ruột, nhiễm trùng đường ruột là có liên quan tới sau này bị IBS đã được xác minh. Thế nói qua về các biểu hiện lâm sàng thì cái hội chứng ruột kích thích IBS thì nó có hai biểu hiện. Cái thường nhất là tại đường tiêu hóa là đau bụng và thay đổi cái đi cầu là cái mình hay chú ý. Tuy nhiên như cái cơ chế bệnh sinh thì IBS thì nó có cả ngoài đường tiêu hóa, bởi vì chúng ta thấy có tăng cảm nội tạng, có rối loạn trục não ruột vân. Thì thông thường bệnh nhân sẽ kèm theo những cái vấn đề về thần kinh tâm lý và có thể có đau mỏi cơ, than đau cơ rất là nhiều. Thì cái triệu chứng lâm sàng mà thường gặp nhất 2/3 trường hợp gặp là đau bụng mạn. Đau bụng mạn, đau bụng mạn là triệu chứng thường gặp nhất. Cái này thì đây là những cái đặc điểm, thì cái này thì tôi chỉ nhắc lại thôi. Mà cái yếu tố hay làm nặng là ăn do thay đổi một cái thức ăn gì đó, hay những cái căng thẳng cảm xúc, hay là đi cầu. Có người đau bụng sao đi cầu, có người đau bụng là đau bụng rồi thì đi cầu bớt đau, có người thì đau là đi cầu xong thì đau bụng nhiều hơn, tức là liên quan tới đi cầu. Chứ không phải nhất thiết là trước khi đi cầu mới đau, có người đau sao đi cầu thì trước đi cầu. Và thông thường khi mà chúng ta làm lâm sàng, chúng ta chú ý có ba chuyện. Một là đau được bụng về đêm là bệnh nhân phải thức dậy, hay đau kèm sốt, mất nước hoặc là xanh xao, hoặc là đau kèm chán ăn hay sụt cân, thì cái đau bụng này chúng ta đừng nghĩ tới hội chứng ruột kích thích mà phải tìm nguyên nhân khác. Ngoài ra nó còn những cái thay đổi thói quen đi tiêu. Thay đổi thói quen đi tiêu, nhưng mà có một đặc điểm, có thể bệnh nhân than đi cầu có nhầy, nhưng mà hoặc là có người than giống như kiết lị vậy, đi rồi mà cảm giác không có đã, sau hết phân lát rồi phải chạy vô đi nữa. Nhưng mà có hai đặc điểm quan trọng là thường không có đi cầu ban đêm và không có đi cầu phần có máu. Cái đó là cái quan trọng. Như vậy về thực tế thì tôi thấy là tôi đưa ra hai cái luận điểm sau đây mình có thể áp dụng thực tế, tức là nếu mình làm lâm sàng. Thứ nhất mình hỏi là đau bụng này có tái đi tái lại nhiều tháng mà hình như có liên quan tới việc đi cầu trước hoặc sau đi cầu. Đau bụng mà mỗi lần đau bụng thì đi cầu nó lộn xộn hoặc bó hoặc chạy. Đau bụng mà liên quan tới stress, mất ngủ gì vậy suy. Đau bụng đặt ly tiêu ngay sau khi ăn sáng. Thì nếu mà thực tế tâm hỏi tầm soát 4 câu này, chúng ta thấy yes 2 câu, thì chúng ta có thể tạm thời nghĩ là bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích. Thì cái thật sự, cái 4 câu hỏi đó là gợi ý thôi. Nhưng mà thật sự thì luôn luôn một người vô khi ta khám bệnh, hỏi bệnh với những triệu chứng đau, thay đổi khi đi cầu, thay đổi hình dạng thân, thì chúng ta luôn chú ý dấu hiệu báo động. Nếu không có dấu hiệu báo động thì mới nghĩ tới IBS theo tiêu chuẩn ROM. Còn nếu có dấu hiệu báo động thì chúng ta phải đi tìm tiếp. Thì tất cả những cái hội chuyên ngành trên tiêu hóa trên thế giới đều nhấn mạnh dấu hiệu báo động, bởi vì tiêu chuẩn ROM để chẩn đoán hội chứng ruột kích thích
nó chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng là đau bụng với lại rối loạn đi cầu, không có một cái khảo sát gì khác hết. Do đó nếu chúng ta chỉ dựa vào cái chứng rơm để mà chúng ta nói à bệnh nhân có đau bụng vậy nè, rồi rối loạn đi cầu nè, thay đổi tính chất phân vậy là chúng ta chẩn đoán hội chứng ruột kích thích thì chúng ta sẽ sót rất là nhiều. Như vậy chúng ta phải nhớ những dấu hiệu báo động, tức là nhấn mạnh, người ta nhấn mạnh rằng trên thế giới là nhấn mạnh anh phải khám bệnh, hỏi bệnh và khám bệnh. Ví dụ bệnh nhân tự nhiên 50 tuổi mới bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đau bụng, rối loạn đi cầu thì coi đó là một dấu hiệu báo động, không cần khám mà dù khám rất là bình thường. Và thấy xuất hiện máu trong phân thế này thì dễ rồi. Cái xúc cân ngoài ý muốn, có những người chủ động giảm cân để mà đẹp, còn này xúc cân ngoài ý muốn, ăn mất ngon hoặc các triệu chứng ồ ạt về đêm. Hồi nãy nói cái triệu chứng đau bụng mà về đêm hay đi cầu ra máu thường là không bao giờ có trong hội chứng ruột kích thích. Hoặc khám bụng thấy một cái khối gì đó, hoặc là thấy phù hay là cảm thấy cổ trướng, chỉ cần xuất hiện một trong những yếu tố này là dấu hiệu báo động thì chúng ta phải ngừng lại, chúng ta coi chừng có cái bệnh gì thực thể. Cái đó là của Hội Tiêu Hóa Thế Giới. Thế Hội Tiêu Hóa Châu Á Thái Bình Dương thì nó có 3 điểm khác thôi. Thứ nhất là người ta lưu ý cái tuổi 45 chứ không còn 50. Cái thứ hai là người ta chú ý tiền sử gia đình mà có người thân bị u đại trực tràng. Và thứ ba là ta chú ý khám là có thiếu máu hay không. Và nếu mà khám không kỹ thì ta phải thử xét nghiệm máu coi hemoglobin có giảm. Đó là 3 triệu chứng báo động mà của cái Hội Tiêu Hóa Châu Á Thái Bình Dương, nó khác với Hội Tiêu Hóa Thế Giới. Và nếu chúng ta không có triệu chứng báo động thì chúng ta mới kiểm lại cái tiêu chuẩn của gồm 4. Có nghĩa là như thế nào? Tức là 3 tháng nay tuần nào cũng đau, tuần nào cũng đau thôi chứ không phải nhất thiết đau mỗi ngày, mỗi tuần một ngày đau được. Một tuần nào cũng đau mà có 2 trong 3 tiêu chuẩn thôi. Cái đau này nó liên quan tới đi cầu, cái đau này nó liên quan tới thay đổi số lần đi cầu, tức là nhiều lần hơn ít lần hơn. Và cái đau này nó liên quan tới hình dạng phân chặt hơn, cứng hơn hoặc mềm hơn, nhão hơn. Chỉ cần liên quan tới 2 trong 3 này, chúng ta chẩn đoán hội chứng ruột kích thích theo chứng rơm. Và luôn luôn nhớ là không có dấu hiệu báo động. Thì đây là một cái cách tiếp cận khác của một cái guideline. Thì nó cũng dựa vào, chúng ta thấy là cứ đau bụng với thay đổi cái thói quen đi cầu là vẫn tìm cái dấu hiệu báo động như tôi đã nói. Và tìm dấu hiệu báo động có là phải đi tìm những nguyên nhân khác. Còn nếu không có thì người ta mới theo tiêu chuẩn rơm. Và trong tiêu chuẩn rơm thì chẩn đoán xác định rồi mới chia ra 3 thể là IBS sớm, IBSD và IBSD. Thì hôm nay chúng ta nói về IBSD, tức là thể tiêu chảy, và cái đó có vẻ gặp nhiều. IBSD có nghĩa là đây, người ta phân biệt gọi là, mình gọi là phân chảy, phân đặt là như thế nào. Thì có người ta dùng tiêu chuẩn là cái thang điểm Bridgestone. Đây, ví dụ như cái hình như những viên bi hay là phân cứng như cục như vậy, thì cái này là loại bón, tức là phân cứng. Còn người bình thường có thể nằm trong 3 dạng phân này, còn 2 dạng này là phân lỏng. Thì cái thể IBSD đó là chẩn đoán IBS rồi, mà mình hỏi chẳng hạn trong 10 lần đi cầu mà họ có 3 lần đi cầu như vậy, chứ phải tất cả đều như vậy, là đó là thể IBSD. Chứ không phải là IBSD là mình hỏi, là mình yêu cầu là lần nào đi cầu cũng tiêu chảy phải giống như dạng số 6, dạng số 7, em cần chỉ cần trên 25%, tức là 10 lần mà có 3 lần đi vậy, là mình kết luận đó là IBS đi. Thì trên một cái bệnh nhân mà mình chẩn đoán IBS thì có những cái chẩn đoán phân biệt mình cần lưu ý. Một là cái vấn đề tổn thương thực thể trên đại tràng, tức là viêm ruột. Viêm ruột ở nước ngoài thì nó gặp cái UC, tức là viêm loét đại tràng. Bệnh Crohn thì cũng nhiều, chúng ta thì chỉ gặp cái viêm loét đại trực tràng là nhiều. Và những cái polyp hoặc ung thư là cái phải loại trừ. Còn một cái nữa là đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là bác sĩ Phát ở giờ đấy cũng gặp khá nhiều, đó là lao ruột. Và chúng ta bị thêm vấn đề lao ruột thì nó cũng là một cái chẩn đoán phân biệt cần chú ý. Còn những cái nguyên nhân như celiac hay tropical sprue hay là lacto intolerance, cũng là không như là lacto, những cái này là bệnh lý ở ruột non, nó liên quan tới cái hấp thu ở ruột non, hay là những cái nguyên nhân là liên quan tới gọi là ký sinh trùng, đó là những cái chúng ta cần lưu ý. Thế thì người ta khuyến cáo thăm dò là cái gì khi chúng ta nghi ngờ IBS? Thì ở châu Âu người ta lưu ý chúng ta cần chú ý một số điểm. Đối với tất cả bệnh nhân thì chúng ta nên là thử một cái công thức máu, bởi vì có những cái thứ máu chúng ta không thấy được. Và cái thứ hai là cái làm cái fecal calprotectin.
cái con tàu vaccine này thì hồi trước Việt Nam có, bây giờ Việt Nam ta có rồi, ở Đại học Y Dược họ đã làm rồi. Thì khi mà thấy cái nồng độ campylobacter trong phân tăng lên, chứng tỏ là cái một bệnh nhân là đang bị viêm rất nhiều, viêm do vi khuẩn lao hay không lao, hay là viêm do cơ chế tự miễn, như là bệnh Crohn hay bệnh viêm loét đại tràng là rất là gợi ý. Rồi còn nếu mà những người mà bị tiêu chảy nhiều thì thường là chúng ta phải nhớ là xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng là cái quan trọng. Và làm thêm cái breath test. Breath test này nó có hai chuyện, là cái ở bởi vì ở châu Âu thì nó là bị cái không có dung nạp lacto, không dung nạp những carbon hydrate rất nhiều, họ thở giống như test hơi thở mà tìm H. pylori, thì là để mà loại trừ cái những nguyên nhân là đau bụng, tiêu chảy do cái kiểu bệnh celiac. Còn riêng Việt Nam ta thì cái breath test này chúng ta chưa có phổ biến. Thì có một cái chúng ta nên làm là cái urea breath test để loại trừ cái bệnh gọi là overlap chồng lấp, tức là cái nhiễm H. pylori, bệnh lý dạ dày chồng lấp trên cái IBS. Nếu có thì chúng ta có thể điều trị thử. Còn gần như tất cả những bệnh nhân trên 50 tuổi và những bệnh nhân có sờ bụng, có mass hay là có cổ trướng hay là đi cầu có máu, hay tiền sử gia đình hay là sụt cân, thì tất cả họ đều khuyến cáo là soi đại tràng. Như vậy đó là những cái thăm dò khuyến cáo. Thì để mà cụ thể cái đó thì Hội Tiêu hóa Thế giới thì đưa ra những cái hướng như là, ví dụ như chúng ta là nằm ở vùng nhiều nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột, thì chúng ta luôn luôn nhớ xét nghiệm phân tìm máu ẩn và ký sinh trùng đường ruột. Và nếu bệnh nhân là thể mà đi cầu IBS đi nhiều, chúng ta nghi ngờ như vậy, thì chúng ta nên thử phân và nội soi đại tràng. Còn những cái mà cơ bản nhất không có gì rõ ràng hết, chỉ đau bụng rồi này nọ thôi, thì chúng ta nên thử cái công thức máu FBC, là công thức máu, tức là xem hồng cầu bạch cầu đó, và VS và máu ẩn trong phân. Thì đây cũng là một cái sơ đồ khuyến cáo, nó cũng không có khác biệt gì so với bên châu Âu. Cái này của châu Á, Thái Bình Dương cũng vậy. Tóm lại luôn luôn dựa vào triệu chứng máu động. Nếu có thì phải đi tìm nguyên nhân. Còn nếu không có thì nghi ngờ IBS, điều trị thử. Và người ta cho điều trị thử là 6 tuần thôi. Rồi nếu mà không có cải thiện là phải đi tìm tiếp những nguyên nhân khác. Vậy thì về điều trị thì chúng ta cần làm cái gì? Thì rõ ràng là làm sao cải thiện chất lượng cuộc sống. Thì rõ ràng là cái quan trọng nhất là đau bụng, là giảm đau bụng. Và cái thứ hai là đầy hở bụng, táo bón và tiêu chảy. Hôm nay chúng ta nhấn mạnh cái thể tiêu chảy. Việt Nam ta gặp thể tiêu chảy nhiều hơn. Và cái tiêu chảy là cái khó chịu. Chúng ta đi xe đi rồi rất là khó chịu. Thế đây là một cái gọi là một cái sơ đồ để nói lên là những cái cơ chế của những cái thuốc đánh vô theo cơ chế bệnh sinh của cái hội chứng ruột kích thích. Ví dụ đánh trên về cái vấn đề tăng nhạy cảm của receptor ống tiêu hóa, vấn đề về tâm thần kinh, thì có những thuốc chống trầm cảm, hay là những thuốc SSRI là những thuốc mà chống tái hấp thu gọi là serotonin. Hoặc là về dị ứng thức ăn thì có cái chế độ ăn low FODMAP, hay là cái probiotic, tức là những mình gọi là men vi sinh đó. Hoặc là cái mà chúng ta hay sử dụng nhiều là thuốc gọi là chống con H ở đường ruột và nhu động ruột. Ở đây là tâm lý liệu pháp. Và một cái tiếp cận mới mà hồi đó giờ chúng ta ít nói tới, tức là hội chứng ruột kích thích mà lại dùng kháng sinh, nó còn gây loạn khuẩn dữ nữa. Nhưng không, đây là một cái hướng tiếp cận mới. Và điều trị cụ thể quan trọng là làm sao bệnh nhân phải tin tưởng. Tôi gặp rất là nhiều bệnh nhân, chúng ta nói hội chứng ruột kích thích rồi về uống thuốc đi vậy thôi. Người ta rất là lo lắng, thì là người ta sẽ không bớt. Và cái chuyện ăn kiêng của chúng ta thì tôi sẽ nói sâu hơn về cái chế độ ăn low FODMAP. Và đương nhiên điều trị thì có thuốc. Thì đây, cái tư vấn tâm lý rất là quan trọng. Cái này chúng ta phải bỏ thời gian nói với bệnh nhân. Bệnh rất là dễ tái phát, và quá trình điều trị có thể lâu dài. Người ta thì là mong muốn là uống cái là hết liền, không có bị tái lại. Nhưng mà đây là một cái gọi là lọ ruột kích thích, nó rất là dễ bị tái phát, nó phải giải thích rất rõ. Và quan trọng là sự tin tưởng thì cái điều trị chúng ta sẽ hiệu quả cao. Và một cái liệu pháp ngoài thuốc mà chúng ta ít chú ý là nên hoạt động thể lực và không nên ngồi một chỗ rồi suy nghĩ, rồi nó ra nhiều bệnh lắm. Và cái này đã được tiêu hóa Hoa Kỳ yêu cầu, là họ đề nghị là nên tập thể dục sẽ cải thiện triệu chứng IBS, mặc dù cái bằng chứng là rất là thấp, very low, và do đó cái khuyến cáo của họ cũng là yếu, không có mạnh, nhưng mà nó có hiệu quả.
Rồi về vấn đề chế độ ăn là cái gì? FODMAP. FODMAP là những cái chất mà thuộc về chất đường, tức là những cái chất mà có gốc mà nhóm chất là rượu, polyol và đi hoặc monosaccharide, tức là gốc đường, mà nó không hấp thu được nhiều, nó lên men và nó thẩm thấu, nó ứ động dịch ruột, nó làm rối loạn cái hệ vi khuẩn đường ruột và thay đổi cái kích thích cái vận động, cái nhu động ruột. Đây là cái FODMAP, tức là nó khó ăn không hấp thu được non, khi nó đi xuống đại tràng nó bị những cái vi khuẩn trong ruột nó lên men tạo thành các gọi là các carbohydrate chuỗi ngắn tích tụ gây ra triệu chứng. Đây đây là cái cơ chế của nó. Do đó là cái ngày xưa tôi đi học thì mấy thầy hay nói là ăn là phải cử đồ béo đồ mỡ để đừng có bị ruột kích thích, thì bây giờ cái đó nó không có phải là tuyệt đối, mà người ta chia ra là cái nhóm nào là high FODMAP thì chúng ta tránh. Low FODMAP là chúng ta sẽ thấy nó có những cái là rất là quan trọng. Ví dụ chế độ ăn low FODMAP là chúng ta phải tích cực trong 6-8 tuần. Ví dụ những cái FODMAP cao, đây là một cái bảng của nhóm IBS, thì tôi dịch ra tiếng Việt, ví dụ những cái trái cây mà táo, xoài, lê hay dưa hấu rất là gây IBS. Hay là những cái chất gọi là polyol, tức là có gốc rượu. Thì có một cái mà tôi muốn nhấn mạnh đây là cái silicon, là những cái chất tạo ngọt nhân tạo. Mà chúng ta thấy silicon nó là cái rất là đơn giản, bây giờ xài rất là nhiều. Thì chính cái này cũng gây hội chứng ruột kích thích. Và trong cái mà chúng ta nhai xương gum á, mà xương gum silicon nó nhai quá nhiều là nó kích thích, gây ruột kích thích. Những cái rất là đơn giản mà chúng ta cũng chú ý. Còn những cái chất mà low FODMAP là ăn này không ảnh hưởng gì hết, ta thấy rất là nhiều. Ví dụ chuối, việt quất, sầu riêng, bưởi, dưa gan, kiwi, những cái này hoàn toàn không gây ruột kích thích. Hay là măng tre, hay giá, cà rốt, xà lách, những cái này không có gây ruột kích thích. Hay những rau thơm hoàn toàn không gây ruột kích thích. Thì chúng ta phải chú ý những cái cách ăn, chứ không phải như ngày xưa cứ nói không được ăn béo, không được ăn đồ rau sống trái cây thì nó không có đúng hoàn toàn. Và cái chế độ ăn low FODMAP thì cũng được là cái Hội Tiêu Hóa Hoa Kỳ cũng như là ở châu Á khuyến cáo, mặc dù cái bằng chứng nó yếu thôi, nhưng mà khuyến cáo ở mức độ trung bình. Đây. Một số thuốc thì như tôi đã trình bày cái phần cái sơ đồ hàng đầu, thì ví dụ cái thuốc mà chúng ta hay dùng nhất là thuốc chống co thắt, thấy ra hội chứng ruột kích thích vô là dùng chống co thắt. Thì đây là tôi chia ra ba nhóm. Chúng ta thấy ở Mỹ thì thuốc chống co thắt chỉ có hai loại được lưu hành, ở châu Âu thì nó được nhiều loại hơn, còn ở châu Á thì như ở Việt Nam ta có rất là nhiều, tất cả gần như đều có mặt hết. Từ trimebutin cho tới là phenoverin vân vân, rất là nhiều. Thuốc mà cái mà khó chịu nhất là thuốc giảm tiêu chảy, thường chúng ta hay dùng loperamide là cái chúng ta hay dùng, hoặc là bây giờ chúng ta hay dùng than hoạt hoặc là cái đất sét hoạt hóa. Thế đây là một cái phần tóm tắt của tôi để nói về cái điều trị IBS. Đây, thể táo bón thì dùng nhuộm trường thẩm thấu, thể tiêu chảy thì dùng loperamide hoặc bảo vệ niêm mạc, tức là mấy cái smectic rồi đó. Và bây giờ là cái tiếp cận hơi là kháng sinh. Còn cái mà chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày cho chúng ta, tức là chống co thắt, chúng ta gọi là antispasmodic. Còn cái chướng hơi thì chúng ta có thể dùng những cái men vi sinh và simeticone, mà cái mà được chứng minh nhiều nhất vẫn là kháng sinh. Còn cái probiotic và simeticone chỉ là điều trị theo kinh nghiệm thôi. Thì đây, thì cái vai trò của probiotic thì là chứng cứ là low, thấp thôi, và cái recommendation là quét là cũng yếu. Thì cái chiến lược xử trí IBS chúng ta coi đây, chúng ta thấy với hai cái triệu chứng chính, nếu triệu chứng đau thì first choice là cái giảm co thắt, với triệu chứng tiêu chảy thì thông thường first choice vẫn là những cái thông thường nhất, loperamide tức là cái Imodium hoặc là cái smectic tức là đất sét đó. Và cái lựa chọn thứ hai hiệu quả hơn là rifaximin. Triệu chứng mà chướng hơi á thì chúng ta hay dùng probiotic là men vi sinh và cái smectic, nhưng mà cái lựa chọn thứ hai nên là rifaximin. Thì cái chúng ta thấy đây, cái rifaximin, còn một cái kháng sinh nữa là eluxaludin thì ở Việt Nam chúng ta chưa có. Riêng cái rifaximin thì Việt Nam chúng ta có, là đây công ty Relief đang tài trợ để cho chúng ta có cái buổi hội thảo, chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thì cái rifaximin theo chứng minh là đánh được trên cái thể mà tiêu chảy, thể căng hơi và có một phần nào có thể giảm đau. Nhưng mà cái đó là chính, đây là cái tiếp cận theo cái hướng triệu chứng. Thì cái
Rifaximin theo bài trình bày bác sĩ Phát là điều trị cái bệnh não gan là được FDA approve năm 2010. Nhưng mà được approve cho điều trị IBS thì mãi tới 2015 thì FDA mới approve. Thì cái liều thông thường của người ta là đánh 3 lần một ngày 550mg, tức là viên Refix cũng là 550mg trong 2 tuần và cải thiện so với placebo rất là rõ. Thì cái đó là cái đầu tiên. Và sau này có những nghiên cứu là có thể lặp lại lần 2 và lần 3. Lần 2 sau lần 1, tức là lần 1 ở đây, từ 12 đến 18 tuần nếu tái phát triệu chứng. Và tiếp thêm một lần 3 nữa sau cái lần thứ 2 từ 10-12 tuần thì vẫn là cái liều như thế. Thì đây, sở dĩ có cái liều lặp lại lần thứ 2, lần thứ 3 là nhờ có nghiên cứu đặt ghép 3. Thiệt sự là cái Rifaximin là được FDA approve là nhờ cái nghiên cứu đặt ghép 1 và đặt ghép 2 để mà approve cái Rifaximin trong điều trị hội chứng ruột kích thích. Và bây giờ để mở rộng cái có thể nhắc lại lần thứ 2, lần thứ 3 là nhờ nghiên cứu đặt ghép 3. Thì chúng ta thấy rằng cái nhóm mà placebo là cái đường phía trên, còn nhóm được tái điều trị lần 2, lần 3 là chúng ta thấy là cái đường dưới. Thì chúng ta thấy là cái điểm mà cải thiện so với cái nhóm mà chỉ điều trị một lần, không nhắc lại lần 2, không nhắc lại lần 3 là nó khác biệt, có ý nghĩa thống kê. Và cái sự khác biệt này nó được duy trì sau khi chúng ta đã nghiên theo dõi thêm khoảng là 8 tuần sau đó. Thì Rifaximin nó là gì? Nó là một kháng sinh, nó gần gần giống như Rifampicin, nhưng mà nó không hấp thu, nó không có tương tác thuốc và nó ít bị đề kháng, mà nó chống được lại nhiều loại gram âm, gram dương. Chính vì vậy là nó được điều trị trong cái bệnh não gan là nó diệt những cái vi khuẩn đường ruột để sinh ra những cái chất độc trong đường tiêu hóa. Thì đây là nghiên cứu của tạc ghép 1 và tạc ghép 2. Đây là nghiên cứu bản lề để Rifaximin được FDA chấp thuận trong cái IBS. Thì đây là những cái thiết kế nghiên cứu, người ta xem xét từng cái triệu chứng thiết kế, theo dõi tới 3 tháng và chúng ta thấy là giảm triệu chứng hàng tuần mà chung giảm luôn cái triệu chứng là đầy hơi và cải thiện cái tính chất phân nó chặt hơn. Rồi, và quan trọng nghiên cứu tạc ghép 1, tạc ghép 2 cho thấy là sau khi 10 tuần ngưng cái Rifaximin rồi thì sau 10 tuần nó vẫn còn hiệu quả, chứ không phải là chỉ có lúc uống 14 ngày này có hiệu quả. Sau khi ngưng thì thấy là nó vẫn tốt hơn cái nhóm chỉ dùng placebo. Lẽ đương nhiên chúng ta thấy placebo vẫn có hiệu quả một chút, nhưng mà vẫn thấp hơn Rifaximin. Bởi vì bản chất cái bệnh gọi là hội chứng ruột kích thích thì nó đa yếu tố như cái hình gọi là sinh lý bệnh mà tôi chiếu khúc đầu. Do đó chúng ta đừng nói là thấy đâu cần uống Rifaximin, uống placebo cũng có hiệu, placebo hiệu quả. Đương nhiên cái hội chứng ruột kích thích là cái placebo nó đã cũng có một tác dụng điều trị nhất định rồi, nhưng mà Rifaximin nó giúp đẩy cái hiệu quả cao hơn. Rồi vấn đề thứ hai là chúng ta thấy đây là kháng sinh, vậy là cái tác dụng phụ. Thì chúng ta thấy nhóm placebo, tôi chỉ chiếu những cái đau ngực thì chúng ta thấy tỷ lệ được. Bên trái là cái của nhóm Rifaximin. Chúng ta thấy ví dụ đau ngực, cái nhóm dùng placebo tỷ lệ nó còn cao hơn cái nhóm không cái dùng Rifaximin. Hay là những cái tỷ lệ mà nhiễm trùng đường hô hấp. Chúng ta thấy ví dụ như bên nhóm dùng placebo nó nhiễm trùng đường hô hấp tỷ lệ 6.2% cao hơn 5.6%. Nói chung tất cả những cái biến chứng thì hai nhóm gần như nhau, không có ý nghĩa gì hết. Và từ rất là nhiều nghiên cứu thì một cái phân tích gộp, trong đó có cái nghiên cứu chính là tạc ghép 1, tạc ghép 2, thì người ta thấy rằng là cái OE của nhóm dùng Rifaximin so với nhóm placebo là lớn hơn 1 và khoảng tin cậy không chứa 1. Phải không dưới 1 mới có ý nghĩa. Và nói thì thấy vậy đó, nhưng mà chúng ta chú ý cái NNT, tức là chúng ta phải điều trị 10 người với cái Rifaximin thì chúng ta sẽ thấy một người, chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn là một người là có cải thiện. Cái đó là NNT. Đây là cái phân tích gọn, chúng ta thấy là cái OE nó không có đụng cái 1 là cái rất là ý nghĩa. Rồi về cái triệu chứng mà giảm căng chứng bụng thì cái OE nó cũng là khoảng là 1.55. Thì vai trò của Hội Tiêu Hóa Hoa Kỳ năm 2018 thì người ta thấy rằng dùng cái Rifaximin để giảm toàn bộ triệu chứng của IBS
cũng như triệu chứng đầy hơi ở những người không bị táo bón nha, tức là IBS thể mix hoặc IBS thể đi, thì cái chứng cứ thì rất là nhiều, tức là moderate là khá rồi đó. Thì đương nhiên không tới nỗi strong, nhưng mà cái khuyến cáo mặc dù cũng là yếu, nhưng mà so với những cái thuốc còn lại thì chúng ta thấy là cái chất lượng của cái chứng cứ mà nghiên cứu là cái này có lẽ tốt nhất là moderate, trong khi những cái kia chỉ là yếu hoặc thậm chí là rất rất yếu. Tương tự như vậy thì là hồi nãy là ACG tức là trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ, còn AGA là hội tiêu hóa Hoa Kỳ, thì họ vẫn đề nghị là dùng cái rivaximin và cái chứng cứ vẫn là mức độ trung bình. Hội tiêu hóa thế giới thì như thế nào? Hội tiêu hóa thế giới thì cho thấy là ngoài những cái điều trị đầu tiên vẫn là những thuốc giảm co thắt như thông thường chúng ta đã dùng là mấy chục năm nay rồi, thì về cái triệu chứng chung thì người ta khuyến kéo dùng những thuốc anti-diarrhea, tức là chống tiêu chảy. Thì chống tiêu chảy thì đây theo Rome 4 thì có cái dùng kháng sinh, và cái rifaximin là cái liều như tôi đã đề cập, là nó nằm trong cái khuyến cáo của Rome 4. Ngoài ra chúng ta thấy cái 5-HT3, cái này là để cũng chống tiết như cái alocetron rồi đó, nhưng mà những này chúng ta không có ở Việt Nam. Thì đây là cái khuyến cáo mà điều trị theo độ nặng. Chúng ta thấy rằng là cái vai trò của nhiễm trùng, và ở những cái độ nhẹ thì cần thay đổi cách sống, diet, và có thể chống nhiễm trùng, tức là dùng cái kháng sinh rifaximin. Còn chúng ta thấy bắt đầu ở mức độ trung bình và mức độ severe. Mức độ trung bình là bắt đầu có những thuốc tác động ngay tại chỗ của cái ruột, và mức độ severe thì phải liên quan tới vấn đề về chống trầm cảm và về điều trị về tâm lý và nhân cách tâm lý điều tăng. Thì nói về cái loperamide thì là cái loperamide chỉ giảm được cái duy nhất là tiêu chảy thôi, nhưng mà không có hiệu quả trong cái giảm đau hay là tất cả những triệu chứng khác. Đó. Còn cái alocetron là cái mà kháng receptor HT3 thì nó lại chỉ hiệu quả trên phụ nữ, chứ đàn ông bị IBS không hiệu quả. Còn rifaximin là cái kháng sinh là được chấp nhận ở Mỹ và có vẻ là hiệu quả cho IBSD với triệu chứng chung cũng như là giảm tiêu chảy, giảm đầy hơi, và không có chia ra nam hay nữ gì hết, nó hiệu quả cả ngày giới. Một cái triệu chứng nữa là đầy hơi thì chúng ta thấy rằng chúng ta hay dùng là men vi sinh, men xin lỗi, chúng ta hay dùng cái khăn hoạt hoặc là simeticone, nhưng mà cái này gần như không có chứng cứ gì hết, chỉ dùng theo kinh nghiệm thôi. Còn cái mà được có chứng cứ là cái rifaximin thì là dung nạp tốt và giảm được cái triệu chứng đầy hơi, và có chứng cứ và an toàn, hiệu quả, và có thể retreat lại như cái nghiên cứu target 3 là có thể retreat lại 2 lần. Đây là một cái tóm tắt về cái vấn đề điều trị tiêu chảy. Thì chúng ta thấy cái mà chúng ta hay dùng đó là Smectic và Loperamide. Thì chúng ta chú ý hai cái NNT và NNH. NNT là number need to treat, tức là chúng ta cần bao nhiêu, điều trị bao nhiêu ca để chúng ta thấy được một ca hiệu quả hơn cái placebo. Còn NNH là number need to harm, tức là chúng ta điều trị bao nhiêu ca thì chúng ta gặp một cái tác dụng phụ đáng kể. Thì đối với Smectic và Loperamide thì người ta không thấy nêu cái này ra, chỉ dùng theo kinh nghiệm. Và cái tác dụng phụ mà khó chịu nhất là bón, tức là hãy uống vô là nó bón, mà không uống là nó đau lại, mà uống quá thì bón không đi cầu được, là chướng bụng còn khó chịu. Còn cái rifaximin thì là number need to treat là 10, và number need to harm tức là chúng ta phải điều trị gần 8-9 ngàn ca chúng ta mới thấy được một cái tác dụng phụ. Cái này là cái chứng cứ rõ ràng. Còn cái mà alocetron hay ramocetron là kháng 5-HT3, cái này cũng là mới. Thì chúng ta thấy number need to treat thì rất là ít, nhưng mà number need to harm nó cũng ít theo luôn, tức là chúng ta điều trị từ 10 người 8-9 người là chúng ta thấy có một cái tác dụng phụ rồi, và tác dụng phụ nó sẽ là táo bón. Như vậy, và hội tiêu hóa hoặc trường môn tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018 họ nói về vai trò loperamide, recommendation này là strong và chống lại,
tức là khuyên không nên dùng loperamid để mà cải thiện triệu chứng IBS, trừ với bệnh nhân ỉa chảy dữ quá thì cái này mới dùng để giải quyết cái tiêu chảy tạm thời này. À, tóm lại nãy giờ phần trình bày tôi khá dài thì tôi sẽ rút lại một vài điểm để sau buổi chiều này thì nghe nãy giờ dài quá nhớ lại mấy chuyện thôi. Cái hội chứng lục kích thích thì luôn luôn đang chẩn đoán là tiêu chuẩn lâm 4 với triệu chứng đau 3 tháng. Phải lưu ý là không có dấu hiệu máu đậm và có ba thể IBS-D, IBS-C và IBS-Mix. Vai trò cơ chế bệnh sinh là đa yếu tố phức tạp, tới giờ cũng phải là hiểu hết, nhưng bây giờ đã có vấn đề nhiễm trùng tiêu hóa. Và điều trị thì thật sự là nên cá thể hóa, mỗi bệnh nhân là một cái người riêng và phối hợp nhiều mô thức chứ không thể áp dụng một cái biện pháp nào hết. Và có một cái hướng tiếp cận mới trong cái gọi là triệu chứng đầy hơi cũng như tiêu chảy cũng như điều trị chung của cái hội chứng ruột kích thích mà không có bị táo bón nha, phải không bị táo bón, thì là rifaximin là một cái hướng tiếp cận mới và được FDA approve, chúng ta có thể xem xét. Phần trình bày của tôi là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, bỏ ra một cái buổi chiều thứ bảy để mà theo dõi cái buổi CME này. Dạ. Xin cảm ơn báo cáo hết sức tâm huyết và công phu của bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương và xin mời quý bác sĩ tham gia hội thảo online ngày hôm nay sẽ cùng đặt câu hỏi cho hai báo cáo viên về chủ đề bệnh não gan và hội chứng ruột kích thích. Và trước khi đến với phần thảo luận của các bác sĩ thì mời quý bác sĩ sẽ cùng theo dõi một clip giới thiệu về sản phẩm của nhà tài trợ. Xin cảm ơn. Có tiếng chưa? Em nhớ mà bên nói nhé, em nhớ tắt hoặc là em tắt tiếng riêng. Với thời gian điều trị ngắn và hiệu quả dài lâu, theo GOP 4/2016, Defit với hoạt chất rifaximin 550mg là kháng sinh duy nhất được khuyến cáo trong điều trị hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy. Nghiên cứu tại các bộ và 2 sử dụng Defit trong 2 tuần giúp giảm đáng kể triệu chứng đau bụng và tiêu chảy trên bệnh nhân hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy. Nghiên cứu tại các 3 sử dụng Defit trong 2 tuần giúp giảm đáng kể triệu chứng và duy trì hiệu quả đến 6 tháng. Trên những bệnh nhân hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy tái phát, Defit có thể được tái chỉ định đến 2 lần và vẫn chứng minh được hiệu quả. Defit có một hồ sơ an toàn được thiết lập trong vòng 14 năm điều trị thực tế và hơn 3.300 bệnh nhân trong các nghiên cứu lâm sàng lớn. Ngoài ra, Defit còn không phải là thuốc ứng thần gây nghiện hay được kiểm soát đặc biệt, không chống chỉ định trên bệnh nhân đã cắt túi mật. Với bệnh nhân hội chứng ruột kích
tích thể tiêu chảy. Revit có liệu trình điều trị thuận tiện chỉ 2 tuần, không cần điều trị liên tục dài ngày. 3 lần mỗi ngày, mỗi lần một viên Revit 550mg, uống cùng hoặc không cùng bữa ăn. Trải qua hơn một thập kỷ, Atravatma, một công ty thành viên của RV Group, luôn đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các thuốc điều trị viêm gan siêu vi tại Việt Nam. Atravatma tiếp tục là đơn vị đầu tiên cung cấp những dược phẩm mới nhất, với chất lượng cao, được chứng minh tương đương sinh học điều trị cho bệnh nhân Việt Nam. Phát huy truyền thống và sức mạnh đó, Atravatma vinh dự được tiếp tục đồng hành với các chuyên gia y tế và người dân Việt Nam với Revit hoặc chất Difasimin 550mg, sự lựa chọn đầu tay trong phòng ngừa tái phát bệnh đạo gan. Revit kháng sinh duy nhất được chỉ định và khuyến cáo để điều trị hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy. Sau đây sẽ là phần thảo luận của chương trình và xin cảm ơn bác sĩ Hồ Tấn Phát và bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương sẽ đồng hành cùng chúng ta trong phần thảo luận sau đây. Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi dành cho bác sĩ Hồ Tấn Phát. Cho em hỏi Rifaximin điều trị bệnh não gan trong bao lâu và sau khi qua giai đoạn nặng thì có nên điều trị dự phòng không và điều trị dự phòng trong bao lâu? Xin mời bác sĩ Phát. Đối với Rifaximin thì chúng ta có thể phối hợp trong điều trị bệnh não gan. Thông thường thì nếu chúng ta điều trị, nếu mà theo kinh điển, chúng ta có thể sử dụng Lactulo đầu tiên. Ở Việt Nam thì hiện tại chúng ta Lactulo rất là phổ biến, và trong vòng 48-72 giờ, nếu như mà chúng ta đánh giá trên lâm sàng bệnh nhân có vẻ như là cái bệnh não gan, cái tình trạng tri giác nó chưa có cải thiện, thì chúng ta có thể mạnh dạn ép thêm, cũng như là thêm cái Rifaximin vào trong cái điều trị cho bệnh nhân. Và từ lúc đó thì chúng ta có thể đồng hành điều trị Rifaximin và Lactulo cho bệnh nhân. Rifaximin thì chúng ta có thể sử dụng cái liều là từ là 550mg. Cái viên ở Việt Nam chúng ta hiện có là 550, và chúng ta dùng 2 lần một ngày cho bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân mà trong điều trị bệnh não gan thì chúng ta lưu ý một cái chi tiết là nếu như bệnh nhân tại vì bệnh nhân đang hôn mê, chúng ta phải sử dụng bằng cái ống sông dạ dày để bơm thuốc và nuôi ăn cho bệnh nhân, thì chúng ta có thể theo như thông báo từ nhà sản xuất thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc đó nghiền ra và bơm vào cái sông dạ dày cho bệnh nhân, tại vì bệnh nhân không thể nuốt giống như thông thường được. Và khi mà qua khỏi cái giai đoạn, nếu như đáp ứng tốt trên lâm sàng, bệnh nhân tỉnh táo phục hồi lại bệnh não gan, thì sau đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục điều trị phòng ngừa bằng Lactulo đơn thuần, hoặc nếu mà bệnh nhân có điều kiện thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái Rifaximin điều trị là một, cũng là 2 lần một ngày, có thể kéo dài trong thời gian theo các nghiên cứu hiện nay trong báo cáo thì có thể tới 6 tháng mà chúng ta có thể theo dõi tiếp. Một số nghiên cứu thì người ta có thể sử dụng lâu hơn, nhưng mà đa số là có thể sử dụng và báo cáo nhiều nhất là trong khoảng thời gian 6 tháng. Bác sĩ Pháp, và câu trả lời của bác sĩ Pháp thì cũng đã trả lời cho một câu hỏi khác, đó là cách sử dụng Rifaximin trong dự phòng bệnh não gan dùng như thế nào. Và câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, IBSD có liên quan đến nhiễm trùng tiêu hóa không, và sự khác biệt của việc sử dụng kháng sinh trong điều trị IBSD? Em xin kính mời bác sĩ. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Thì nếu bạn theo dõi cái phần trình bày của tôi á, thì trong những cái slide đầu tiên thì rõ ràng là trước đây thì người ta nghĩ là cái bệnh IBS nói chung là không có liên quan đến nhiễm trùng, mà thậm chí chúng ta dùng kháng sinh nó còn gây loạn khuẩn đường ruột, thế tuy nhiên mà bắt đầu có những cái nghiên cứu gộp, phân tích gộp thì thấy là nó có liên quan, nó là một trong những cơ chế. Và như vậy là người ta sẽ tìm cách là dùng những cái kháng sinh để mà giải quyết những cái đó. Thì cũng giống như là cái bệnh não gan, cũng là những vi khuẩn lên men để mà gây cái những sinh ra những cái amoniac hay những cái mê cặp tăng gì để vô là gây bệnh não gan. Thì vấn đề làm sao những kháng sinh thì mình có rất là nhiều, nhưng mà kháng sinh nào để giảm được những cái loại vi khuẩn đó mà không gây tác dụng phụ thì người ta là tìm rất là nhiều. Như cái phần mình bài bác sĩ phát mình, bệnh não gan thì nó chỉ có một vài loại, chứ không phải chúng ta tống cái kháng sinh nào vô cũng hiệu quả. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái Rifaximin là được cái nghiên cứu nhiều nhất và thấy là nó giảm cái triệu chứng đáng kể và nó không gây cái rối loạn tiêu hóa hơn khác với placebo. Cái điểm đó là quan trọng, bởi vì một trong những vấn đề là chúng ta điều trị kháng sinh là chúng ta sẽ gây loạn khuẩn đường ruột, thì kháng sinh nào là thích hợp nhất là
phải có nghiên cứu, phải có evidence based medicine, thì trong đó thì cái rifaximin là được nghiên cứu là thấy là có hiệu quả và không có gây ra tác dụng phụ và không có làm nặng thêm cái EBS, nhất là EBS đi. Anh Phương ơi, thì nhân tiện về điều trị bệnh lý IBSD, có một bác sĩ trực tiếp hỏi đến bác sĩ Lưu Phương là đã dùng Refix điều trị bao nhiêu ca IBSD và hiệu quả như thế nào, cùng với tỷ lệ tái phát ra làm sao, và bác sĩ tối đa dùng cho bệnh nhân là bao nhiêu ngày và bao nhiêu lâu thì bệnh nhân sẽ tái phát lại. Thì cái Refix đó, cụ thể Rifaximin này thì ở Việt Nam tôi á, thì tôi xài thì thật cái rifaximin này tôi đọc sách từ lâu rồi thì thấy là nó có, nước ngoài nó có là rifaximin, đầu tiên là rifaximin điều trị cái bệnh não gan là cái là thấy là nghiên cứu rất là nhiều. Rồi sau này bắt đầu từ có những cái nghiên cứu từ 2006 2011 là nói về cái rifaximin, nhất là cái 2011 đăng trên New England Journal đó. Thì nhưng mà mình thấy là coi trong cái guideline của FDA cũng chưa có approve cái chuyện đó, thì mãi tới 2015 mình thấy có approve. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì mình cũng muốn, bệnh nhân IBS mình thì khá nhiều thì cũng muốn thử nhưng mà không có thể nào mà sử dụng cái đó bởi vì không có thuốc. Thì thật sự tôi nhớ rằng là cách đây 3 năm 2017 thì hình như cũng là cái Refix này cũng của Relief được nhập khẩu về, nhưng mà hình như chỉ có một thời gian rất là ngắn hạn trong vòng 1 năm thôi là chúng tôi điều trị được một số bệnh nhân. Thì lúc đó đó thì tôi đúng khuyến cáo, lúc đó thì cái nghiên cứu tạc ghép 3 chưa công bố chưa có khuyến cáo rõ, thì tôi chỉ dùng cái lúc đó thời gian thì bệnh nhân thì không nhiều thì chúng tôi dùng khoảng vài ba chục bệnh nhân thôi. Đó là những ghi nhận cá nhân từ bệnh nhân, từ khoa khám bệnh, từ phòng khám của tôi, thì tôi thấy rằng đó là nó hiệu quả. Thì đương nhiên điều trị cái rifaximin này trên bệnh nhân hội chứng ruột kích thích là tôi phải phối hợp nhiều biện pháp khác, nhưng mà tôi thấy khi mà những cái biện pháp là loperamide thì dùng thì là bệnh nhân hết tiêu chảy nhưng mà ngưng là bị lại, rồi triệu chứng chung đã dùng tất cả những loại thuốc rồi chưa cải thiện, thì rifaximin lúc đó tôi sử dụng trên một số bệnh nhân và tôi chỉ sử dụng được một lần, tại lúc đó khuyến cáo không có sử dụng, tái sử dụng lại lần thứ hai, lần thứ ba. Thì tôi thấy là đâu đó trên những người mà đã từng dùng đủ mọi cách rồi, tức là nhiều tiếp cận nhiều cách, thì cái thời điểm mà 2017-2018 lúc mà Refix có mặt ở Việt Nam thì tôi thấy nó sẽ hiệu quả đâu đó khoảng chừng 40-50%. Tức là tôi nói là không phải nói chung, nói trên những cái người mà làm đủ thứ hết rồi. Và tôi nghĩ trong cái tác dụng đó thì nó có một cái tác dụng rất là lớn. Một là bản thân rifaximin thực sự hiệu quả. Cái bản thân thứ hai là những bệnh nhân IBS là những bệnh nhân rất là lo lắng và đã điều trị rất là nhiều nơi và điều trị nhiều loại thuốc. Thì một điều quan trọng tôi có nhấn mạnh ở đây là một loại thuốc mới. Hồi xưa ở nước ngoài có, Việt Nam muốn điều trị cái bệnh của ông hay bà là chưa có loại này, cái bệnh ở ngoài giờ có loại thuốc mới. Thì tôi nghĩ đó cũng là thêm một cái tại đối với IBS thì cái tâm lý liệu pháp rất là quan trọng, ta thấy là rất là quan trọng. Thì nó có cả hai cái tác dụng đó, nhưng mà nó cũng chỉ hiệu quả đâu đó khoảng 50% là tối đa. Tôi nhấn mạnh là đó là kinh nghiệm thực tế của tôi. Còn bây giờ bắt đầu 2020, cuối năm 2020 thì bắt đầu Refix có trở lại và có mặt lại thị trường. Thì tôi chỉ mới tái sử dụng lại ở một số bệnh nhân, là đặc biệt là những cái bệnh nhân là từ năm 2017-2018 mà sau thời gian họ bị tái phát lại mà không có thuốc Refix nữa, nó không có nữa, thì tôi đã tái sử dụng lại một số trường hợp, cũng đâu khoảng 10-20 người gì đó, thì thấy là có vẻ là tái sử dụng lại. Nhưng mà này thời gian tái sử dụng thì không phải là như guideline, tại vì người ta tái phát mà 2-3 năm nay không có thuốc, bây giờ có thuốc chính thức thì mới tái sử dụng lại, có vẻ là một số người thấy có là đáp ứng lắm, nhưng mà thời gian chưa đủ dài thì tôi chưa có nói lên nhiều kinh nghiệm về cái việc tái sử dụng. Tại vì lúc trước là tôi không dám tái sử dụng, bởi vì là theo đúng lúc đó là chưa có nghiên cứu tạc ghép 3 công bố, thì tôi chỉ dùng đúng là một lần thôi, còn tái không tái gì hạ hồi phân giải lúc đó là mình đúng sách vở mình làm. Còn bây giờ là có nghiên cứu tạc ghép 3 thì tôi bắt đầu tôi tái sử dụng lại thì thấy nó cũng có đáp ứng, nhưng mà tái sử dụng lần 2, lần 3 mà đúng theo sách vở là sau 16 tuần và sau 7 tuần thì tôi chưa
chưa đụng bệnh nhân đó, tại vì bây giờ Refix mới có mặt lại, mới có cái nghiên cứu tại Nhật Bản, thì tôi không thể nói kinh nghiệm được. Tôi chỉ thấy kinh nghiệm khoảng mười mấy ca mà hồi xưa đang dùng những cái Refix mà không có hàng, bây giờ họ tái phát lại, thì bây giờ tôi thấy sử dụng lại thì có vẻ bệnh nhân cũng cảm giác là tôi thấy cái cải thiện của những người đó là cũng lên tới 70%, tức là số người thấy uống lại, nói em uống lại thuốc này, hồi xưa em uống thuốc này tốt lắm, thì thấy có vẻ là có hiệu quả. Đó là cái ghi nhận nhỏ lẻ của tôi thôi, không biết bác sĩ Phát có kinh nghiệm gì khác không, tại bác sĩ Phát ở Chợ Rẫy cũng gặp rất là nhiều chứ không phải. Dạ. Đây là khoa tiêu hóa, gặp bệnh gan và bệnh tiêu hóa là chuyện thường xuyên. Dạ, xin cảm ơn lời giới thiệu của bác sĩ Lưu Phương. Thì nhân tiện đây cũng có một câu hỏi dành cho bác sĩ Phát ngay ạ, là Refix cho hỏi sự khác biệt trong sử dụng Rifaximin và Metronidazole trong điều trị bệnh não gan. Xin chào, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trước hết xin cũng tiếp nối cái phần yêu cầu của bác sĩ Phương. Thì thật ra IBS đúng là rất là khó để điều trị. Có những trường hợp là chúng ta điều trị rất nhiều thuốc và bệnh nhân qua rất nhiều bác sĩ, qua rất nhiều trung tâm, các bệnh viện, bệnh nhân vẫn không bớt mà cái triệu chứng nó vẫn cứ kéo dài. Và đây là giống như bác sĩ Phương nói, tâm lý liệu pháp cực kỳ quan trọng. Có những trường hợp mình bác sĩ chỉ cần ghi tên một cái toa thuốc là bệnh nhân đã nói bác sĩ ơi tôi uống cái đó rồi tôi cũng không có hết, mà trong những trường hợp đó thì rất là khó khăn. Và sau này khi Rifaximin xuất hiện và từ khi mà từ 2015 được FDA công nhận trong cái điều trị cho IBS thì thực ra cũng không có nhiều cơ hội để chúng ta sử dụng cái Refix, cái đặc biệt là như cái Refix hiện nay. Thì trước đây thì Rifaximin chưa có ở Việt Nam, sau này thì Refix là tiên phong mà có. Thì kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi cũng cái số lượng bệnh nhân sử dụng cũng còn rất ít, do đó thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề là đáp ứng của Refix trên cái IBS như thế nào. Chúng tôi sẽ sử dụng trong một số chủ yếu là các trường hợp bệnh não gan. Tại vì đối với IBS thật ra mà nói khi có sử dụng Refix thì chúng tôi cũng không dám sử dụng Refix đơn thuần một loại giống như là bác sĩ Phương nói. Tại vì khi chúng ta sử dụng Refix mà không kèm những cái nhóm thuốc khác thì cũng không có được yên tâm lắm. Do đó thì khi điều trị sẽ có sự phối hợp. Và bệnh nhân thì đúng là khi chúng ta sử dụng bệnh nhân IBS đi không có đáp ứng mấy thuốc khác, chúng ta mới sử dụng đến Refix, thì cái quá trình đáp ứng của bệnh nhân có vẻ như là có thuận lợi hơn. Hay là do cái tâm lý bệnh nhân thấy sử dụng một cái thuốc mới bệnh nhân yên tâm hơn, thì thật sự cần thời gian đánh giá thêm. Tuy nhiên qua các nghiên cứu thì nhất là cái nghiên cứu báo cáo cập nhật gần đây thì ta thấy có những cái hiệu quả rõ rệt, tác dụng tốt của cái Rifaximin trên cái IBSD. Hy vọng trong tương lai thì khi mà một thời gian nữa chúng tôi sẽ có những cái nghiên cứu chuyên biệt trên những bệnh nhân IBS, và đặc biệt là nếu được thì có những cái nhóm mà so sánh rõ ràng thì chúng ta sẽ có câu hỏi nó, cái câu trả lời nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái option chúng ta có thể chọn lựa sử dụng cái Rifaximin trong cái điều trị IBSD, mà tôi nghĩ là trong thực tế lâm sàng chúng ta gặp rất nhiều trường hợp chúng ta sử dụng, đặc biệt bệnh nhân IBSD sử dụng rất nhiều thuốc nhưng bệnh nhân không có đáp ứng, từ thậm chí sử dụng cả cái nhóm mesalazine kéo dài rồi phối hợp với các thuốc khác băng niêm mạc đại tràng rồi những thuốc chống co thắt và bệnh nhân vẫn không có đáp ứng. Tuy nhiên thì cũng xin lưu ý thêm, trong các trường hợp đó chúng ta cũng nên đi tìm các nguyên nhân khác, như ví dụ đặc biệt là các trường hợp nhiễm ký sinh trùng, các trường hợp bệnh lý khác mà có thể gây ra cái tiêu chảy mà chúng ta quên đi, chúng ta cứ nghĩ nó là IBS thì chúng ta sẽ phải sa đà vào cái IBS và chúng ta bỏ quên những cái triệu chứng bệnh khác, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta những cái nhiễm dung sáng. Thí dụ như chúng tôi cũng gặp một số trường hợp nhiễm dung lương, bệnh nhân tiêu chảy vô, nếu chúng ta không lưu ý, chúng ta bỏ quên thì chúng ta sẽ bỏ sót bệnh nhân. Còn câu hỏi tiếp theo đó là giữa cái Rifaximin và Metronidazole. Thật ra thì Metronidazole cũng là một loại kháng sinh, nhóm Imidazole đã được sử dụng dùng điều trị cái bệnh não gan rất lâu rồi, cũng với cái tiêu chí là điều chỉnh và diệt các vi khuẩn đường ruột mà làm sản sinh tăng cái NH3. Tuy nhiên cái Metronidazole thì tác dụng phụ nó nhiều, nhất là khi chúng ta sử dụng một thời gian lâu dài, trong những trường hợp mà sử dụng, đặc biệt là khi chúng ta phòng ngừa bệnh não gan tái phát, thì chúng ta biết rằng bản thân cái Metronidazole cái tác dụng phụ nó rất là khó chịu. Đa số các bệnh nhân có thể là ăn uống không được, buồn nôn, sụt cân, thậm chí có những cái tác dụng phụ trên thần, một số trường hợp dùng lâu dài người ta ghi nhận rằng có những cái tổn thương trên cái thần kinh, hoặc là thậm chí là ảnh hưởng lên trên thận một phần. Do đó thì sau này thì cái Metronidazole không còn được khuyến cáo nhiều, và gần như người ta không có sử dụng trong cái điều trị bệnh não gan nữa. Nhất là khi mà xuất hiện cái Rifaximin thì người ta sẽ sử dụng ưu tiên cho cái Rifaximin, tại vì chỉ cần
bằng mà ribasimin là chúng ta có thể là đủ để sử dụng trong cái vấn đề mà điều trị các cái lỗ quấy vi khuẩn đường ruột và gây tăng sinh cái sản xuất NH3, thì chúng ta có thể yên tâm mà sử dụng ribasimin. Còn metronidazole thì thật sự trên lâm sàng hiện nay vẫn có một số đồng nghiệp sử dụng, thì chúng ta nếu nói là được hay không thì vẫn có thể được chứ không phải là không. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý cái tác dụng phụ của bệnh nhân, và nếu như chúng ta, nếu bệnh nhân sử dụng để mà phòng ngừa tái phát thì cái tác dụng phụ nó sẽ là một cái cản trở, một cái rào cản để cho chúng ta sử dụng cái metronidazole cho bệnh nhân. Và nếu như sử dụng lâu dài thì chúng ta ưu tiên sử dụng Lactulo. Nếu như chúng ta không có ribasimin thì chúng ta sử dụng cái Lactulo thì nó vẫn kinh điển và nó được công nhận nhiều hơn. Còn trong trường hợp cấp tính điều trị bệnh áo gan cấp thì chúng ta mới phối hợp metronidazole với lại Lactulo. Và khi sau này chúng ta đã có ribasimin rồi thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta xài cái ribasimin thay thế cho cái metronidazole trong cái phối hợp với Lactulo để điều trị bệnh áo gan cấp. Bác sĩ, ribasimin có ảnh hưởng đến vi khuẩn có lợi ở hệ tiêu hóa hay không? Và có nghiên cứu nào ở trên trường hợp này không ạ? Thật sự thì các nghiên cứu mà trong cái bệnh não gan thì người ta thấy rằng các cái vi sinh, cái vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là vi khuẩn có lợi, nó sẽ gây ra những cái rối loạn trong cái vi sinh đường ruột. Và khi nó gây rối loạn vi sinh đường ruột, nó sẽ sản sinh ra những cái NH3, tăng cái NH3 trong lòng ruột. Thì do đó thì các nghiên cứu, nếu mà nói có một cái nghiên cứu so sánh giữa ribasimin có làm ảnh hưởng đến cái hệ quản trị đường ruột hay không, thì theo như tôi biết thì tới nay vẫn chưa có cái nghiên cứu nào mà tiến hành cái đó để mà so sánh đối chiếu. Mà các nghiên cứu hiện tại thì người ta chưa đề cập vấn đề này. Và khi người ta sử dụng ribasimin thì các nghiên cứu đều cho thấy so sánh với các cái kháng sinh khác, giống như báo cáo là nó tương đương tác dụng với lại các cái kháng sinh khác trước đó, ví dụ như metronidazole hoặc là Lactulo, đơn trị liệu cái đường đôi, thì cho đó sử dụng đơn thuần ribasimin và các kháng sinh khác cũng giống như nhau, và hoặc là Lactulo cũng giống như nhau. Tuy nhiên nó có một cái là dung nạp tốt hơn, còn mà là ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn chí đường ruột thì chưa có thấy đề cập tới, và chúng tôi còn như cũng chưa thấy cái nghiên cứu nào mà báo cáo về vấn đề này. Một câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan đến hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy. Câu hỏi dành cho bác sĩ Trần Ngọc Như Phương là IBSD thì có liên quan đến nhiễm trùng đường tiêu hóa hay không, và so sánh hiệu quả của rifaximin với thuốc chống co thắt và thuốc mesalazine trong điều trị IBSD. Xin mời anh. Hai chuyện rất là rõ rệt. Trong hội chứng ruột kích thích luôn luôn có triệu chứng chẩn đoán trong tiêu chuẩn 4 là triệu chứng đau ít nhất một lần một tuần trong 3 tháng liên tục. Như vậy cái thuốc mà giảm co thắt mà chúng ta hay sử dụng rất là nhiều loại, từ trimebutin, mebeverin, spatmaverin, rồi phenoverin, rất là nhiều, hyoscine, buscopan, vân vân, thì nó chỉ chủ yếu là giải quyết cái triệu chứng đau. Pain là triệu chứng đau. Nếu mà các bạn xem những cái slide trong cái phần tóm tắt của tôi, có những cái slide và cái chiến lược điều trị IBS đó, thì nếu mà điều trị có 3-4 mục tiêu giảm đau, mục tiêu giảm tiêu chảy, giảm táo bón và giảm đầy hơi, thì cái thuốc mà giảm co thắt chỉ giải quyết triệu chứng đau. Chứ và ngay cả khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Thế giới thì là chống co thắt là không có giảm triệu chứng tiêu chảy hay là giảm triệu chứng chung. Nhưng mà nếu mà nhìn trên cái global nữa, tức là những cái than phiền chung, những cái chất lượng cuộc sống chung của bệnh nhân, thì cái khuyến cáo thì đó, thí dụ như rifaximin vẫn là có cải thiện cái triệu chứng chung, và đặc biệt trong cái nhóm mà bệnh có triệu chứng đầy hơi hoặc là triệu chứng là đi phân lỏng thì rifaximin nó giảm hiệu quả. Còn mesalazine thì chúng ta điều trị là nó giống như bác sĩ Phát đề cập, là đi rất là nhiều trung tâm, rồi giống như chúng ta tung hết mọi chiêu đấy, nhưng mà thiệt sự rồi xong sách vở đó, thì không có cái IBS nào mà dùng mesalazine hết đó. Tại vì mesalazine là nó chỉ dùng trong viêm đại tràng, viêm loét đại tràng, tức phải có tổn thương, còn này không có tổn thương thì đánh gọi là vi thể kiểu đó, thì không có khuyến cáo nào, chúng ta chỉ điều trị theo kinh nghiệm hoặc truyền miệng nhiều thôi, là hơn. Do đó là không có cái nghiên cứu nói là so sánh như vậy, và cũng không có nghiên cứu đối đầu để nói là rifaximin hay là gọi là chống co thắt hiệu quả. Thật sự những cái thuốc chống co thắt thì nếu chúng ta dòm theo cái bản của tôi, trên cái bài trình bày của tôi á, thì những nghiên cứu
tiến hành ở Mỹ, thì thực sự ở Mỹ họ đánh cái vai trò thuốc chống co thắt nó rất là nhẹ nhàng. Họ chỉ có hai loại thuốc được lưu hành ở Mỹ thôi. Nếu chúng ta coi cái slide, những cái slide gần cuối của tôi đó, thì chúng ta sẽ thấy ở châu Âu thì nhiều hơn một chút, còn Việt Nam, chúng ta Việt Nam tức là chung ở châu Á, các đồng nghiệp châu Á thì rất là nhiều loại thuốc chống co thắt. Do đó thật sự là nó không có những cái nghiên cứu đối đầu để nói là giảm co thắt hay là rifaximin hiệu quả. Chuyện thứ nhất là đánh vô hai cơ chế khác nhau, và chuyện thứ hai là nó đánh vô cái mục đích khác nhau. Rifaximin hoàn toàn không có mục đích giảm đau trong cái là hội chứng ruột kích thích. Nó chỉ cải thiện những điểm số chung, ví dụ bệnh nhân bớt số lần đi cầu, bệnh nhân đi cầu cảm giác nó nhẹ nhàng, bệnh nhân cảm giác đỡ căng chướng, bệnh nhân đỡ khó chịu, nói chung gọi là global symptom. Chứ không đi vào chuyện dưỡng đau. Do đem hai cái đó ra mà so sánh thì nó hơi khập khiễng. Thật sự tôi thấy là không có nghiên cứu. Giống như mình so sánh giữa hậu vệ với tiền đạo, một ông chuyên phòng thủ, ông chuyên đi đá ghi bàn không, biểu so sánh hai ông đó coi ông nào giỏi hơn thì chắc cũng hơi khó. Biểu so giữa thủ môn Văn Lâm với lại Công Phượng coi ai đá giỏi hơn cũng nó hơi khập khiễng một chút, mặc dù cùng là cho đội tuyển Việt Nam. Đây là hai nhóm thuốc điều trị hai mục tiêu khác nhau trong bệnh lý IBS-D đúng không ạ? Và một câu hỏi tiếp theo cũng dành cho bác sĩ Lưu Phương, đó là bệnh nhân của tôi thì sử dụng rifaximin điều trị IBS-D đã ổn định, nhưng mà sau 2 tuần thì bệnh nhân lại có tiêu chảy mà không có rõ nguyên nhân. Và trường hợp này thì theo bác sĩ phải xử lý như thế nào? Cái trường hợp của bạn á, thì nếu bạn đã chẩn đoán đúng là IBS-D và đã không bà dùng rifaximin trong 2 tuần rồi là bệnh nhân ổn định, thì về lý thuyết thì bạn sẽ ngưng và 10 tuần sau đó nó vẫn giữ cái đáp ứng không khác gì lúc điều trị và nó cao hơn placebo. Thì bạn ngưng 2 tuần thì bệnh nhân tiêu chảy ồ ạt không có gì cầm, thì tôi nghĩ nó có một nguyên nhân gì cấp tính nhiều hơn là cái không đáp ứng với rifaximin, thì bạn nên đi tìm cái nguyên nhân khác trước khi kết luận là do rifaximin. Tại thông thường điều trị, tái điều trị rifaximin lần thứ hai thì thông thường khoảng là từ 10 tới 12 tuần, hoặc có thể kéo dài tới 18 tuần thì nhắc lại lần thứ hai. Còn nhắc lại lần thứ ba là sau cái lần thứ hai khoảng 10 tới 12 tuần. Tại đó bạn mới ngưng có 2 tuần mà tiêu chảy như theo tôi nghĩ mà bạn nói là rất là ồ ạt, thì có vẻ là có nguyên nhân gì cấp tính hơn là IBS đi, nó tái phát do ngưng cái rifaximin. Tiếp theo sẽ liên quan đến bệnh lý não gan. Thì thưa bác sĩ Pháp, là việc chuẩn đoán và điều trị bệnh não gan thể ẩn thì chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Và khuyến cáo của ASLD thì sử dụng rifaximin kết hợp với lactulo trong phòng ngừa tái phát não gan. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng rifaximin đơn độc được không ạ? Mời bác sĩ. Chẩn đoán và điều trị bệnh não gan thì cái chẩn đoán rất là quan trọng. Tại vì giống như tôi trình bày trong slide đầu tiên, chẩn đoán bệnh não gan thật ra nó là một cái chẩn đoán loại trừ. Chúng ta có rất nhiều cái chẩn đoán phân biệt khác về tổn thương thần kinh, về chấn thương sọ não, rồi những cái rối loạn tri giác khác, hôn mê, hạ đường huyết, những cái trường hợp viêm não thì chúng ta có rất nhiều. Thì do đó thì trên một bệnh nhân có bệnh não gan mãn tính giai đoạn tiến triển, ở đây thì chúng ta thấy chú ý cái cột đầu tiên của cái phân loại bệnh não gan, nó sẽ có 3 loại. Thứ nhất là chúng ta dựa vào cái bệnh lý nền có hay không. Thì tiếp A đó là những trường hợp suy gan cấp, trên bệnh nhân đang rất là bình thường mà suy gan cấp, xảy ra suy gan tiến triển thì bệnh nhân có thể vào cái bệnh não gan. Loại thứ hai đó là bệnh nhân hoàn toàn không có bệnh nền là gan. Và đặc biệt chúng ta lưu ý có một số trường hợp trên lâm sàng mà một số đồng nghiệp đã có kinh nghiệm về cái này. Thí dụ như là một cái trường hợp sinh cửa chủ, có những trường hợp bệnh não gan vô điều trị hết, sau đó rất dễ tái phát, nhưng bệnh nhân hoàn toàn không có sơ gan, không có ung thư gan, không có những bệnh lý gan nền. Thì chúng ta nên lưu ý các trường hợp có sinh cửa chủ, đây là nó cái trường hợp tiếp B. Còn có loại thứ ba, bệnh lý nền mà chúng ta hay gặp nhất đó là tiếp C, trên bệnh nhân sơ gan mãn tính, bệnh nhân tiến triển giai đoạn cuối. Thì trên những bệnh nhân sơ gan này chúng ta thấy rằng bệnh nhân để chẩn đoán bệnh nhân có cái hội chứng suy tế bào gan, hội chứng tăng áp lực tới mạch cửa, thì chúng ta có thể chẩn đoán cho bệnh nhân. Và trên đó nếu như bệnh nhân có cái bệnh lý gan, có cái hội chứng suy tế bào gan, hội chứng tăng áp lực tới mạch cửa, chúng ta có thể thấy là bệnh nhân
có cái rối loạn tri giác kèm theo, và sau khi chúng ta đã loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây ra rối loạn tri giác cho bệnh nhân thì chúng ta có thể nghĩ đến đó là một cái bệnh não gan trên bệnh nhân sơ gan. Và khi lưu ý thì cái mức độ rối loạn tri giác chúng ta cũng sẽ phân loại theo Westheaven 0 và độ 1 là bệnh não gan tiềm ẩn, hay còn gọi là bệnh não gan tối thiểu, thì chúng ta không có điều trị đặc hiệu và chúng ta cũng không có chỉ định điều trị thường quy cho tới hiện nay. Tại vì sao? Tại vì cái trường hợp này nó rất là khó và chưa chắc là nó đã có cái chỉ dẫn chính xác trên lâm sàng. Do đó tùy mỗi trường hợp thì chúng ta sẽ điều trị là case by case, nghĩa là tùy trường hợp một và tùy vào cái nhận xét của bác sĩ và cái trao đổi với bệnh nhân để tìm ra những cái dích dắt nằm trong cái rối loạn tâm lý. Tại vì nó là dưới lâm sàng, nó rất là tế nhị, chúng ta rất là khó. Đôi khi bệnh nhân chỉ cần hơi mất ngủ một chút xíu, bệnh nhân hơi bức rứt một tí xíu, sau đó lại bình thường, thì nó cũng có thể là một cái bệnh não gan tiềm ẩn. Và để chẩn đoán thì người ta phải dùng đến những cái test nối số rất là phức tạp và phải cần có thời gian để mà cần có chuyên gia về những cái thực hiện cái biện pháp làm test này thì chúng ta mới chẩn đoán. Do đó thì cho tới hiện nay chỉ định điều trị bệnh não gan thường quy vẫn là cái điều trị của bệnh não gan rõ là Westheaven độ 2, độ 3, độ 4. Và khi chúng ta loại trừ các cái chẩn đoán khác là dẫn đến những cái rối loạn tâm lý, tâm thần kinh cho bệnh nhân, trên bệnh nhân có bệnh não gan mạn tính giai đoạn cuối hay là suy gan tiến triển, thì lúc đó chúng ta mạnh dạn nghĩ là bệnh não gan. Và quan trọng là khi chúng ta chẩn đoán bệnh nhân là bệnh não gan, chúng ta phải lưu ý một điều, phải tìm cho ra yếu tố khởi phát. Và trong 80-90% cái trường hợp là bệnh nhân có yếu tố khởi phát mới đưa đến bệnh não gan. Và nếu chúng ta giải quyết tốt được yếu tố khởi phát này thì bệnh nhân sẽ phục hồi được bệnh não gan. Và thông thường trong các cái nghiên cứu nói chung thì chúng tôi thấy rằng cái yếu tố nhiễm trùng rất là quan trọng. Trong đó nhiễm trùng thì viêm phổi là có thể đứng hàng đầu tùy theo nghiên cứu. Một cái bộ ba mà yếu tố khởi phát hay gặp đó là chúng ta thấy thứ nhất là nhiễm trùng, thứ hai là táo bón, thứ ba là xuất huyết tiêu hóa. Đây là cái bộ ba và trong các nghiên cứu nó có thể thay đổi. Có thể nghiên cứu tác giả này thì là xuất huyết tiêu hóa đứng hàng đầu, tác giả kia thì viêm nhiễm trùng đứng hàng đầu. Trong nhiễm trùng có nhiễm trùng phổi, có viêm phổi, có SBB, có viêm phúc mạc nguyên phát do vi trùng, có nhiễm trùng đường tiết niệu và có nhiễm trùng da chẳng hạn. Thì những cái đó là những yếu tố nguy cơ dẫn đến cái bệnh não gan của bệnh nhân. Cái thứ ba là táo bón, nó rất là tế nhị, chúng ta phải lưu ý, đặc biệt những bệnh nhân mà trên 3 ngày rồi mà không có đi cầu, không có đi ngoài thì rất là có khả năng, dễ khả năng là bệnh nhân bị táo bón có thể đưa đến một cái bệnh não gan. Mà trong nghiên cứu của chúng tôi cũng vậy, đây là một yếu tố rất quan trọng và có ý nghĩa thống kê. Giải quyết được táo bón là bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn cái bệnh não gan trong cái nghiên cứu của chúng tôi thực hiện tại Viện Chợ Rẫy. Một số nghiên cứu khác cũng vậy. Thì trong táo bón này chúng ta lưu ý không hẳn là lúc nào cũng bệnh nhân cũng bắt buộc phải 3 ngày không có đi ngoài, 3 ngày không có đi cầu. Thậm chí người ta đi cầu không hết và đi cầu rất là khó, hay là triệu chứng là muốn đi mà đi không được hoặc ra lượng phân rất ít cũng có thể gọi là táo bón. Tại vì có thể dẫn đến cái bệnh não gan. Do đó cái bộ ba hay gặp chúng ta lưu ý là thứ nhất là nhiễm trùng, thứ hai là xuất huyết tiêu hóa, thứ ba là cái táo bón. Một số trường hợp khác thì chúng ta có thể rối loạn điện giải, thì chúng ta cũng lưu ý thêm. Tại vì trong cái điều trị bệnh não gan thì chúng ta lưu ý nhất, rất nhiều bệnh nhân vào viện với cái hội chứng bệnh gan tiến triển giai đoạn cuối thì sẽ có hai hội chứng là suy tế bào gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đặc biệt là có axit dịch ổ bụng. Thì một số trường hợp mà bệnh nhân kháng trị với lại cái dịch ổ bụng thì bệnh nhân họ không còn tin vào cái đông tây y nữa thì họ sẽ tìm đến những cái biện pháp khác như đông y. Thì người ta sẽ sử dụng những cái thuốc mà sử dụng để mà lợi tiểu vừa làm tiêu chảy rất là nhiều lần và bệnh nhân hoàn toàn là không còn táo bón nữa, là đi cầu rất nhiều lần, thậm chí mười mấy 20 lần trong ngày. Và khi đi tiểu thì đi tiểu liên tục cho đến khi mà bụng xẹp xuống, chân xẹp xuống, và hậu quả là bệnh nhân rối loạn điện giải và bệnh nhân vào bệnh viện với cái triệu chứng bệnh não gan với yếu tố khởi phát là cái rối loạn điện giải. Mà hay gặp nhất là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân sẽ sử dụng những cái loại thuốc lợi tiểu hoặc là quá tay, những cái chất furosemide chẳng hạn, quá tay sẽ bị giảm kali, giảm natri, hoặc là dùng những cái thuốc khác cũng có tác dụng giống như lợi tiểu mà không thuộc tây y thì nó cũng gây rối loạn điện giải và bệnh nhân cũng đi vào bệnh não gan. Và khi vào bệnh não gan thì chúng ta sẽ có thể sử dụng kinh điển thì vẫn là Luxtulo. Kinh điển vẫn là Luxtulo, sau đó chúng ta sẽ phối hợp với Rivaxamin. Nếu như chúng ta thấy rằng trong vòng 48 tiếng hoặc 72 tiếng mà thấy rằng cái đáp ứng của bệnh nhân không tốt giống như tôi đã nói ban đầu thì chúng ta có thể thêm Rivaxamin vào. Và trong trường hợp, một số trường hợp các nghiên cứu cho thấy người ta so sánh giữa cái Rivaxamin
và những cái thuốc uống đơn thuần giống như cái báo cáo năm 2012 đăng trên tạp chí Tiêu hóa Thế giới thì tôi cũng đã có trình bày. Thì các bạn, các anh chị thấy người ta nói rằng ngay cả cái metronidazole hoặc là lactulo hoặc là lactitol đơn thuần thì so sánh giữa rivaximin và đường đôi không hấp thu thì tác động nó cũng tương đương với nhau. Thành ra nếu như mà chúng ta không sử dụng cái lactulo hay là lactitol để điều trị bệnh đau gan là bước first choice đầu tiên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng rivaximin cho bệnh nhân chứ không hoàn toàn không có chống chỉ định. Tuy nhiên chúng ta nên lưu ý các nghiên cứu thì có báo cáo nhưng mà kinh điển các guideline hướng dẫn cho đến hiện nay và hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế của mình vẫn là cái lactulo là chọn lựa đầu tiên và rivaximin là cân nhắc và chúng ta có thể add vào trong đó để đảm bảo cái hiệu quả tốt hơn, giống như cái nghiên cứu khá nổi tiếng của Sharma đăng năm 2013 trên cái tạp chí tiêu hóa của Mỹ. Đó là cái nghiên cứu đối chứng mù đôi và rất đáng tin cậy để chúng ta có thể là lấy đó làm tham khảo. Trong trường hợp không có lactitol và lactulo thì chúng ta có thể sử dụng rivaximin như là một điều trị đơn độc ban đầu đúng không bác sĩ? Một câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Lưu Phương là vai trò của kháng sinh trong điều trị bệnh lý hội chứng rút kích thích thể tiêu chảy. Và hiện giờ thì đa số các bác sĩ đều sử dụng kháng sinh Cipro trong việc điều trị nhiễm trùng tiêu hóa. Thì xin hỏi là so sánh hiệu quả của rivaximin và Cipro như thế nào? Thứ nhất là cái ciprofloxacin là nó điều trị tiêu chảy cấp, những cái tiêu chảy nhiễm trùng. Nhưng mà thông thường thì thật sự thực tế đi làm việc thì tôi thấy như bác sĩ mình cho cái cipro hơi quá tay. Thứ nhất là trong cái tiêu chảy cấp, cái điều trị quan trọng nhất là bù nước và điện giải. Mà chỉ trừ những cái trường hợp thứ nhất mình thử trong phân có bạch cầu dương tính trong phân hoặc là bệnh nhân sốt từ 39 độ trở lên hoặc bệnh nhân suy giảm miễn dịch hoặc là bạch cầu tăng rất là cao, có những cái yếu tố đó thì chúng ta mới dùng kháng sinh. Thực tế thì tôi thấy là mình cứ vô tiêu chảy là chúng ta cứ là tiêu chảy cấp là chúng ta dùng cái ciprofloxacin thì cái đó là tôi thấy là hơi quá tay. Thực tế khi tôi đi làm ở khoa tiêu hóa thì tôi gần như tôi rất ít sử dụng kháng sinh trong cái là tiêu chảy cấp, trừ một số trường hợp. Như tôi nói, thông thường tôi sẽ thử gần nào có bạch cầu trong phân dương tính thì tôi mới sử dụng tới kháng sinh, cái nhóm ciprofloxacin. Ciprofloxacin hoàn toàn không có vai trò gì trong cái việc mà là điều trị hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích nó khác với cái nhiễm trùng tiêu hóa, tức là sau một cái hội chứng ruột kích thích nó làm mất cân bằng cái vi sinh đường ruột, mà bây giờ người ta nói nhiều tới là cái microbiome, tức là cái hệ vi sinh đường ruột microbiome, thì cái rivaximin nó chỉ diệt một số vi khuẩn gram âm mà có hại cho cái hệ microbiome đường ruột thôi, chứ không phải là cái con vi khuẩn nó đang gây tiêu chảy cấp, nó hy vọng tái lập lại cái microbiome ở trong đường ruột thì nó sẽ giảm cái hiệu chứng nội chứng ruột kích thích, những triệu chứng mà sinh hơi nhiều, những triệu chứng gọi là dễ đi kích thích đi tiêu chảy nhiều. Vậy là chúng ta phân biệt là cái rivaximin nó diệt để nó tái lập cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột chứ hoàn toàn nó không có tác dụng điều trị tiêu chảy cấp. Do đó thực sự rivaximin nó còn một cái chỉ định nữa là nó sẽ dùng trong cái hội chứng SIBO, tức là tăng sinh vi khuẩn quá mức ở ruột non, bệnh nhân hoàn toàn có tiêu chảy, không có phải tiêu chảy cấp gì hết, nhưng mà do sự tăng sinh quá mức vi khuẩn ở ruột non nó cũng gây tiêu chảy giống hội chứng ruột kích thích, thì cái đó là thử bằng cái test hơi thở thì có thể sẽ phát hiện được cái SIBO đó. Như vậy thì khi đã chẩn đoán hội chứng ruột kích thích, chúng ta hoàn toàn không có dùng cái ciprofloxacin hay bất cứ một kháng sinh nào khác. Và từ trước đây tới giờ thì điều trị hội chứng ruột kích thích cho tới trước 2015 là không có một khuyến cáo, cũng như mấy thầy cổ điển của mình là không có có vai trò gì của cái hệ của cái kháng sinh diệt khuẩn trong cái điều trị hội chứng ruột kích thích. Bây giờ thì về cái hệ vi khuẩn đường ruột, bây giờ người ta xem nó như là một cái vũ trụ, một cái hố đen vũ trụ mình chưa có phát hiện hết. Nó những cái chủng vi khuẩn, nó có những chủng nó liên quan tới cái trục não ruột nữa. Nó tức là tùy cái chủng cái vi sinh đường ruột, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là có rối loạn microbiome đường ruột, và rivaximin chỉ là điều chỉnh diệt bớt những loại vi khuẩn có khuynh hướng
sinh hơi lên men thối nhiều để tái lập cái quân bình đó, và cái đó cũng có cái cơ chế trong cái bệnh não gan mà cái phần trình bày của bác sĩ Phát. Xin lỗi, riêng cái phần cái bệnh não gan hồi nãy bác sĩ Phát có nói thì tôi xin bổ sung một tí xíu, tức là cái dùng mà metronidazole á, thì thật sự từ thuốc Revlimid ra đời á thì tôi rất là thấy mừng, bởi vì metronidazole á dùng trong bệnh não gan đó là cái lựa chọn là đỡ xấu nhất trong những đỡ xấu này. Hồi đó tôi nhớ tôi đi học, chắc bác sĩ Phát cũng nhớ là thời thơ đi học mấy thầy dạy mình neomycin, nhưng mà neomycin Việt Nam mình không có, thì mình metronidazole là alternative thay thế thôi. Nhưng mà có một điều lưu ý là tôi thấy là rất nhiều bác sĩ không có chú ý, cái metronidazole điều trị trong bệnh não gan thường là 1 viên nhân 3, 250mg 1 viên nhân 3 thôi, ta dùng liều cao quá nó không tốt, nó nguy cơ, và dùng có 7 ngày thôi. Còn cái metronidazole á, mà đúng mà điều trị mấy cái áp xe gan hay mấy cái gọi là hội chứng lỵ á, thì là đúng cái liều của nó là phải là 500mg nhân 3 mà uống tối thiểu 7-10 ngày. Và thật sự á, là tôi thấy là ngay cả các bạn người trong ngành mình á, mình điều trị nó chưa chuẩn, đâm ra là rất là nhiều người, ngay cả chúng ta nè, chúng ta kiểm lại chính chúng ta, nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta bị kiết lỵ, chúng ta tự uống metronidazole, chúng ta uống 2 viên nhân 2, uống chừng 5 ngày chúng ta không uống nữa. Chính cái điều trị đó nó để lại cái hậu quả là phía sau á rất dễ viêm đại tràng mãn do amip mà nó không điển hình, đâm ra mình cứ điều trị IBS hoài nhiều khi nó không có hết. Cái metronidazole điều trị đúng mà những cái tiêu chảy cấp mà mình nghĩ là lỵ amip là phải đánh 2 viên nhân 3 mà uống phải tối thiểu 7 ngày mà thì mới bảo đảm là không để lại cái chuyện là viêm đại tràng mãn do amip về sau. Nhưng mà mặc dù chúng ta uống chừng 3 ngày là chúng ta đã bớt rồi. Chúng ta kiểm lại đi, hình như chính chúng ta điều trị cho chính chúng ta luôn, chúng ta điều trị cũng chưa đúng. Đâm ra tôi thực tế từ cái những cái thực tế làm việc của tôi thấy đâu đó hình như cái IBS đó, là có một số trường hợp là không phải IBS điển hình mà một cái viêm đại tràng do amip mãn, mà có vẻ do cái điều trị của mình nó hơi loạt choạc từ cái khúc đầu do mình để lại nhiều, chứ không hẳn là IBS. Thì đó là cái bổ sung của tôi. Và cái thứ hai là có một cái nghiên cứu nói về cái microbiome rất là hay. Cái microbiome tức là cái hệ vi sinh đường ruột đó. Tức là chúng ta hạn chế dùng kháng sinh đi. Người ta nghiên cứu có một số tạp chí, một số bài nghiên cứu thế là trẻ sơ sinh đó, trẻ nhỏ đó mà dùng kháng sinh càng nhiều đó, thì nguy cơ hội chứng ruột kích thích về lớn cũng nhiều hơn, và nguy cơ những bệnh liên quan đến miễn dịch, ví dụ một những bệnh đó là spondyloarthritis là viêm dính cột sống đó, nó cũng tăng lên. Để viêm cột sống dính khớp là nó có liên quan tới cái nhiễm trùng tiêu hóa và ở nam thì là nó do ta đề xuất là do nó rối loạn cái microbiome đường ruột. Do thật sự là tôi là người rất ít dùng kháng sinh trong nhiễm trùng tiêu hóa, như nào thấy rất là nặng, có triệu chứng nặng hoặc là ít nhất đơn giản nhất là phải có bạch cầu dương tính trong phân, tôi không cần tìm ký sinh trùng đường ruột, có bạch cầu trong phân mà tiêu chảy cấp thì tôi sẽ dùng kháng sinh. Thì chúng ta hạn chế dùng kháng sinh, chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều. Và cái thứ hai là nếu dùng kháng sinh thì dùng đúng liều, nhất là điển hình cái metronidazole là trong nhiễm trùng tiêu hóa, nhất là lỵ là mình dùng liều hơi sai, hơi nhiều. Cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Lưu Phương. Và trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã có một khoảng thời gian thảo luận tương đối là dài và cũng có rất nhiều thông tin chi tiết về trên khía cạnh điều trị cũng như là chẩn đoán và điều trị hai bệnh lý hội chứng ruột kích thích và bệnh não gan. Và mặc dù là còn một số câu hỏi nữa, tuy nhiên là thời lượng của hai báo cáo viên cũng như chương trình thì cũng xin phép được tạm dừng ở đây, và những câu hỏi của các bác sĩ thì sẽ được tiếp tục chuyển đến báo cáo viên để có thể trả lời thông qua email của các bác sĩ sau chương trình này. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Tấn Phát và bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Lưu Phương đã dành thời gian trong buổi chiều hôm nay vào cuối tuần để có hai bài báo cáo hết sức là đầy đủ chi tiết cũng như là có một phần thảo luận hết sức là hữu ích cho các bác sĩ. Và xin thưa với các bác sĩ tham dự chương trình online thì CME của các bác sĩ sẽ được Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cấp và chuyển đến các bác sĩ thông qua đường bưu điện sau khi chương trình này kết thúc. Xin cảm ơn hai báo cáo viên và cảm ơn tất cả các quý bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình hội thảo khoa học ngày hôm nay. Xin cảm ơn.